Hôm nay tôi sẽ phần lớn tôi dành thời gian tôi thao tác trực tiếp trên phần mềm thôi, chứ hôm nay không nói nhiều về mặt lý thuyết nhé. Nhưng mà trước khi đi vào tôi chỉ cần nói một vài điều thôi để các thầy cô chú ý khi chúng ta làm việc với phần mềm. Thì bản chất cái phần mềm này là cái gì? Là cái phần mềm để hỗ trợ chúng ta, hỗ trợ thêm cho chúng ta trong cái việc là xếp thầy cô biểu cho nhà trường. Như vậy là phần mềm nó chỉ là công cụ thôi. Cái chính là chúng ta vẫn phải hiểu cái bản chất của cái bài toán thầy cô biểu nhà trường là cái gì, dữ liệu đầu vào của nó là cái gì, mà chúng ta cần đầu ra là cái gì. Đó, đó là cái quan trọng nhất. Tôi biết là một số giáo viên là vẫn không hình dung được cái, vẫn không hiểu lắm cái bài toán xếp thầy cô biểu. Tất nhiên với thầy cô nào mà xếp thạo xếp quen rồi thì họ rất là nhanh, họ tiếp xúc rất là, họ hiểu rất là tốt cái bài toán. Nhưng mà một số người mới đấy, một số giáo viên trẻ mới thì không hình dung hết được những cái ý, cái bản chất của bài toán thầy cô biểu. Tôi xin phép được trình bày luôn cho thầy cô một vài cái lời thôi, nói nhanh về cái về cái bài toán thầy cô biểu nhé, bài toán gốc cái này. Thì cái bài toán thầy cô biểu gốc là thầy cô biểu nó là cái gì? Tức là chúng ta cần phải nhập vào trong máy tính một số những cái đối tượng dữ liệu gốc chính hay là đầu vào của bài toán thầy cô biểu. Thì ví dụ như sau nhé, đầu tiên chúng ta phải nhập một cái danh sách lớp học đó, danh sách môn học, danh sách giáo viên. Đấy, đó là ba cái đối tượng rất cơ bản. Riêng vào lớp ấy thì nó lại có hai loại, nó có hai loại lớp, là một lớp một cái loại lớp mà chỉ học sáng hoặc là chỉ học chiều, một loại thứ hai là học cả ngày đó. Nhưng mà tiếp theo một điều thứ hai rất quan trọng là cái thời gian và khuôn dạng thì không biểu ấy, thì chúng ta chú ý là theo quy định của nhà nước Việt Nam ấy, mà theo tất cả các chương trình từ xưa nay là chúng ta sẽ có biểu theo từng tuần đấy. Nhưng mà mỗi một tuần là thầy cô biểu là giống nhau, và chúng ta xếp thầy cô biểu sáng và chiều độc lập với nhau, riêng nhau đó. Đây là hai ý rất là cơ bản. Vì ở Việt Nam chúng ta là các bạn thấy là trong chương trình của bộ đấy, chương trình 2018 ấy, là cái khung cái phân công chuyên môn của nó là tổng của nó là chỉ 30 tiết thôi, nhưng mà trong một buổi thôi. Như vậy vì ở Việt Nam mình là về đa số 99% các nhà trường Việt Nam là xếp thầy cô biểu sáng riêng và chiều riêng. Đấy. Nó cho nên là cần chú ý chuyện này. Tất nhiên là có một vài trường hợp đặc biệt. Tôi biết là ở Việt Nam mình có khoảng một số trường, một số ít thôi, không nhiều trường là ví dụ như trường quốc tế chẳng hạn, hay là một số trường là bắt chước mô hình quốc tế. Các cô chú ý là ở một số các quốc gia quốc tế, ví dụ như ở các nước phía Bắc ấy, phía Bắc 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 cầu ấy, khu xứ lạnh ấy, như là ví dụ như là Anh, ở Pháp, Đức, hay là ở bên Nga hay bên Mỹ đấy, ở một số cái xứ lạnh ấy thì người ta không phân biệt sáng chiều như là mình. Đấy. Thường người ta dậy rất là muộn, người ta dậy lúc 8 9 giờ, và 9 giờ bắt đầu làm việc liên tục qua trưa, và đến chiều khoảng 3 4 giờ là họ nghỉ. Đấy. Thì những cái với những trường như thế thì buổi trưa nó chỉ nghỉ rất ít, buổi trưa nó chỉ nghỉ gọi là nghỉ giải lao, tương đương người giải lao. Thì với những cô giáo như thế thì cái lớp của họ không phân biệt sáng chiều, của họ có như một buổi, có như một buổi học là một ngày học từ sáng đến chiều. Đó. Thì ở Việt Nam mình là một số nơi cũng bắt chước cái mô hình đó đấy, cho nên là hay là một cái trường quốc tế thì những trường như thế thì người ta không phân biệt sáng chiều nữa, và như vậy là học một buổi thôi, coi như là một buổi nhưng mà liên tục trong 10 tiết đấy. Nhưng mà cái số tiền số lượng lớp đó rất là ít thôi, số lượng nhà trường mà nó theo mình nó rất ít thôi. Thì chúng ta đừng 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 theo cái đó nhé. Chúng ta bắt buộc phải dạy, phải nhập dữ liệu là hai buổi sáng chiều độc lập với nhau. Rồi đó là ý thứ hai nhé. Ý thứ ba rất quan trọng là cái phân công chuyên môn. Ôi, đây là cái thông tin quan trọng nhất của đầu vào của chương trình nhà có biểu. Tức là sau khi mình đã có lớp này, có giáo viên này, có môn học nhé, thì chúng ta phải phân công với lớp này này, thì cái môn này có học hay không, với lớp X, với môn Y này có được học hay không, nếu học thì giáo viên nào dạy và dạy một tuần bao nhiêu tiết đó. Thì cái điều thứ ba này nó gọi là phân công chuyên môn, hay bọn tôi gọi là cái bảng phân công giảng dạy. Thì đây là một cái dữ liệu rất quan trọng, mà diệu này nó lại mỗi một lần làm thầy cô biểu nó lại làm lại một lần cái bảng phân công chuyên môn này, khác với là khái niệm lớp môn và giáo viên là nhập một lần thôi và dùng mãi mãi. Còn riêng cái phân công chuyên môn này này là nhập theo từng thầy cô biểu, hay cụ thể hơn là thông thường là từng học kỳ một, làm một lần.
chúng ta phần lớn là mỗi học kỳ làm một thời khóa biểu mà, cho nên là cái phân khúc chuyên môn là làm lại một lần. Một số nhà trường thì họ có thể làm một học kỳ có thể làm hai lần cái phân khúc chuyên môn này, nhất là các lớp các cái nhất là học kỳ 2 thì một số nhà trường Việt Nam là như sau này, họ làm thời khóa biểu và học hết đến tháng 5 là học xong toàn bộ nhà trường, thì cho tất cả học sinh nghỉ và họ xếp lại một thời khóa biểu khác cho học sinh lớp 9 và lớp 12 để chuẩn bị thi đấy, chuẩn bị thi vào 10 và thi tốt nghiệp đại học, thi tốt nghiệp phổ thông. Thì lúc bây giờ họ làm lại một thời khóa biểu mới cho cái lớp 9 và khối 12 này. Đó, thì như vậy có thể là một học kỳ có thể làm hai lần cái nhập công chuyên môn này. Như vậy là mỗi lần nhập công chuyên môn là ứng với một cái thời khóa biểu. Và các thầy cô chú ý nhé, cái khái niệm công chuyên môn này nó hoàn toàn không liên quan gì đến cái gọi là cái chương trình giáo dục đào tạo của chúng ta 2018 hay là 2000 gì đó, nó không liên quan. Cái môn giáo dục mới của chúng ta nó chỉ là thay đổi ở cái cách tiếp cận môn học, rồi là thay đổi lại các tên của môn học, phân loại môn học. Còn bản chất nó vẫn là lớp X môn Y được phân công giáo viên dạy, Z dạy và là dạy bao nhiêu tiết, bao nhiêu một tuần là bao nhiêu tiết đó. Được rồi, thì sau khi mà nhập kia bước 3 là nhập công chuyên môn rồi ấy, bước 3 là nhập là bước nhập rất quan trọng. À, nói thêm một chút nữa nhé, là vì chúng ta là đa số các nhà trường Việt Nam ấy 99% là học riêng sáng chiều, cho nên cái phân công chuyên môn này là nhập riêng sáng riêng chiều riêng, thì cô chú ý nhé, nhập sáng riêng và chiều riêng. Ngay cả những nhà trường mà sau này muốn gộp lại đấy thì vẫn nên bắt đầu là nhập sáng riêng chiều riêng, sau chúng ta gộp lại thì xong nhé, để chúng ta có một cái khái quát. À, như vậy cái lớp này, ví dụ lớp 10A này là học môn toán, ví dụ là buổi sáng phân công dạy là phân công là ba học ba tiết, buổi chiều là hai tiết, thì sau này chúng ta gộp lại thành cả một ngày là năm tiết, nhưng vẫn khi phân công chúng ta vẫn cố gắng là nên nhập riêng sáng riêng và chiều riêng đó. Thì đây là cái phần cái 1, 2, 3 này là cái khái niệm rất quan trọng, là những khái niệm cơ bản xác định nên cái bài toán thầy có biểu đấy. Tiếp theo là cái sau khi mà đã có phân công chuyên môn rồi ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành là xếp thầy có biểu, xếp gọi là xếp dữ liệu thầy có biểu hay xếp thầy có biểu. Thì cái xếp này là sẽ là cái đầu ra của thầy có biểu là gồm các cái bảng, là mỗi một lớp là một cái bảng, mỗi một giáo viên là một bảng, và về lý thuyết chúng ta sẽ phát cho mỗi lớp là một cái tờ là cái thời khóa biểu của lớp đó, là theo từng ngày một trong một tuần, dùng tuần có thứ hai đến thứ bảy, tiết từ tiết một đến tiết năm. Còn đối với những lớp nào mà gọi là học gộp lại ấy, thì chúng ta là tiết từ tiết một đến tiết 10 đấy. Và như vậy cái thời khóa biểu này sẽ là sáng riêng và chiều riêng đó. Thì thực ra cái bước 4 này là cái bước phức tạp nhất, là xếp như thế nào. Đây thì bản thân cái việc xếp của chúng ta, mà lý thuyết là chúng ta là xếp từng ô một thôi. Ví dụ chúng ta cái lớp 10A này là ví dụ là tiết 1 ngày thứ 2 thì là cái tiết chào cờ, tiết 2 ngày thứ 2 là cái tiết sinh hoạt, tiết 3 chúng ta xếp là tiết môn toán, tiết thứ 4 là xếp là môn địa, tiết thứ 5 là xếp là môn lý, xong ra là thứ 3. Vì mà lý thuyết là chúng ta xếp từng tiết một trên từng thời khóa biểu của lớp và giáo viên đấy. Mà các thầy cô biết rồi là làm xếp tay như vậy thì nó rất là phức tạp, rất là ngại, và nhiều khi mình không kiểm soát được cái việc trùng giờ trùng tiết, cho nên có thể tạo ra cái thời khóa biểu là bị lỗi. Cho nên là cần phần mềm đấy, cái phần mềm, ý nghĩa của phần mềm là chúng ta giúp chúng ta mà thực hiện những cái việc xếp tay như ở trên thôi, nhưng mà phần mềm nó sẽ hỗ trợ thêm là gì, một là nó hỗ trợ là nó cảnh báo luôn, cái chỗ này là sẽ không được bởi vì là có nó trùng giờ trùng tiết, hay là cái chỗ này là không được vì giáo viên đang họp, chỗ này là không được vì lý do gì đó, nó thông báo cho chúng ta biết. Thì ngoài cái việc là xếp tay như thế thì phần mềm nó có thêm cái chức năng là xếp tự động nữa. Anh ta chú ý nhé. Như vậy là cái đầu, như vậy đầu vào của chúng ta, đầu vào của một thời khóa biểu là gì, là danh sách là lớp học, giáo viên, môn học, bổng môn chuyên môn, và đầu ra là thời khóa biểu của từng lớp và từng giáo viên, đó là đầu ra, được chưa? Chú ý các yếu tố đặc biệt sau đây nhé của thời khóa biểu này. Thứ nhất là khái niệm là môn sinh hoạt. Đấy. Thì trong phần mềm của chúng tôi thì trong sách các môn học ấy, thì chúng tôi luôn đặt cái môn sinh hoạt là cái môn đầu tiên, và nói chung là chúng tôi khuyên chúng ta không nên xóa đi. Mặc định nhưng mà tất nhiên lý thuyết chúng ta có thể xóa được, nhưng mà không nên xóa vì
Vì sao? Vì là chúng tôi trong phần mềm là quy định như sau này. Quy định là gì? Là giáo viên nào dạy môn sinh hoạt thì giáo viên đó là chủ nhiệm. Chứ đối với chúng tôi thì cái khái niệm môn sinh hoạt đó tương ứng với khái niệm là giáo viên chủ nhiệm. Như vậy mà làm như vậy là mặc định là mỗi một lớp sẽ có một tiết sinh hoạt. Đấy. Như như vậy sinh hoạt là một cái môn đặc biệt trong cái phần mềm của chúng tôi. Đó là cái môn đầu tiên nằm vị trí số 1 trong danh sách các môn học. Đấy, chúng ta chú ý nhé, để mọi đừng đừng nhầm lẫn, đừng quên cái chuyện này. Thông thường nó để đặt ở vị trí số 1 cho nó dễ nhìn thôi nhé. Còn về lý thuyết chúng ta có thể để xuống phía dưới được chẳng sao cả, chúng ta có thể xóa đi thêm môn khác được không sao cả nhé. Cái môn học chúng ta được tha hồ được quyền xóa đi thêm bớt nhé. Cái thứ hai là cái khái niệm tết chào cờ đó. Thì tết chào cờ là cái mà nhiều giáo viên cũng chưa hiểu chuẩn lắm, cho nên là có cái sự là không hiểu chính xác lắm theo phần mềm. Cho nó chúng ta khi thiết lập thửa biểu thì có một số cái nó không thật đúng với phần mềm. Thì theo chúng tôi các quan niệm khi mà chúng tôi thiết kế phần mềm ấy, thì cái chào cờ nó không phải là môn học. Chào cờ đối với chúng tôi nó là một cái tiết đặc biệt mà khi chào cờ thì cả trường xuống sân và tập trung toàn trường đó. Thì cái bắt đầu chúng tôi thiết lập là như vậy nhé. Cho nên đối với trong phần mềm của chúng tôi thì cái chào cờ nó không phải là một môn học. Cho nên trong môn học, trong sách môn học không có cái môn chào cờ. Vẫn là nó là một tiết đặc biệt, chúng ta có thể xếp cái chào cờ ở đâu cũng được, bất cứ chỗ nào. Nhưng mà đã chào cờ ấy, thì tất cả các cái lớp đều phải có chào cờ giống nhau. Còn tất nhiên nếu mà các thầy cô mà thích, các thầy cô có thể là không dùng khái niệm chào cờ của chúng tôi, mà các thầy cô có thể tạo ra một cái môn học chào cờ cũng được. Và các thầy cô cũng được coi như là như vậy. Chào cờ là một cái môn học đặc biệt mà người dạy chào cờ là cái người là chủ nhiệm cũng được, không sao cả nhé, tùy. Nhưng mà chúng tôi khuyên là không nên đưa vào môn sách môn học cái tiết của cái môn gọi là môn chào cờ. Một điều thứ ba rất quan trọng nữa là cái tiết không học. Cái tiết này là có chữ không học đặt ở trên cái ô, một cái ô của thầy cô biểu lớp đấy. Ý nghĩa là cái gì? Ý nghĩa là như sau nhé, là vào cái tiết không học đó thì cả lớp sẽ nghỉ không học gì cả. Thông thường tiết không học này nằm ở phần lớn là học ở tiết 5. Ý nghĩa gì? Ý nghĩa là nếu mà vào tiết không học đó, cái chữ không học đó thì cả lớp đi về. Thì vì sao có không học? Bởi vì là cái tổng số tiết được phân công dạy của một lớp học ấy, nó không phải bao giờ nó là tròn là 30, mà nó ít hơn. Ví dụ như các trong phần mềm của chúng tôi nhé, thì tổng số phân công môn học của một lớp nó mà ví dụ là một số nó nhỏ hơn học bằng 29 cộng thêm chào cờ nữa. Chào cờ đối với chúng tôi là rất đặc biệt mà, như vậy là tổng số tiết được phân công cộng chào cờ nó phải nhỏ hơn bằng 30. Nếu nó lớn 30 thì là phần mềm bị lỗi, còn nó gọi là lỗi logic, không thể xếp được. Nhưng nếu nhỏ hơn nó bằng 30 thì vừa khít luôn. Lớp chúng ta là các thầy của lớp là kín môn học dạy suốt từ thứ hai thứ bảy từ một đến thứ năm. Nhưng bên đây nó nhỏ hơn 30 thì sao? Nhỏ hơn 30 suy ra là ví dụ như một số lớp chúng ta làm là nó một tuần nó chỉ có 28 tiết thôi, như vậy là có hai cái ô là ô trống, thì ô đó chúng ta phải đặt cố định nằm ở tiết năm của một cái khối lớp nào đó. Ví dụ như là khối 8, toàn bộ khối 8 sẽ nghỉ tiết 5 ngày thứ bảy chẳng hạn, thì chúng ta xếp tiết không học này vào vị trí đó. Nhưng mà cái tiết không học này là ý nghĩa gì? Ý nghĩa của nó là một cái tiết để xác định cái khung của cái lớp đó. Đó, rất quan trọng. Những cái không học này là rất quan trọng. Nhưng không này chỉ dùng thế nào? Chỉ dùng khi mà cái tổng số tiết được phân công của một lớp học ấy, cộng với chào cờ nó phải nhỏ hơn 30. Nhỏ hơn hẳn 30 thì nó sẽ, cái số tiết không học này sẽ bằng 30 trừ đi tổng số tiết được phân công. Đấy, chúng ta chú ý chỗ này nhé. Chỗ này là chỗ rất quan trọng, chỗ này là chỗ rất nhiều người vẫn không nắm được cái ý này. Nhưng mà cứ hỏi tại sao lại báo lỗi như này, nó cứ hỏi rất nhiều những câu mà do là không hiểu bản chất của cái bài toán thì không biểu thôi. Thực ra nó rất là đơn giản, được chưa? Đây, như vậy tôi vừa mới trình bày xong rất rất ngắn gọn trong một vài phút cái bài toán lõi thì có biểu, mà tất cả mọi người khi mà đã giao nhiệm vụ là mình được giao nhiệm vụ là xếp thì có biểu là phải nắm vững. Nôm na là chúng ta phải nắm vững một cái bài toán thôi. Không, chúng ta chưa hiểu hình dung bài toán là cái gì,
chưa hiểu thế nào là input, thế nào là output thì khó làm lắm. Đấy, những người mà làm theo cái biểu này là phải có một cái tư duy logic gần như là cái môn tin học hay là môn toán ấy. Đấy. Còn tất cả những thầy giáo cô giáo nào mà xếp tay rất thành thạo rồi thì họ làm nhanh lắm, thì họ nhìn phần mềm vào sẽ hiểu ngay lập tức và họ có cái tư duy rất là nhanh, không cần thiết là phải phải bảo nhiêu là họ làm được ngay. Rồi bây chúng ta đi vào và tôi đi vào demo luôn nhé. Đây thì đây là cái phần mềm, đây là phiên bản mới nhất của chúng tôi nhé. Đây chúng ta vào cái phiên bản này, chúng ta thấy là đây là phiên bản mới nhất nhé. Các thầy cô chú ý nhé, vì phần mềm của chúng tôi là thường xuyên được cập nhật, thường xuyên được nâng cấp, bởi vì trong quá trình làm là thể nào nó còn có lỗi không nào hết được. Cho bất cứ lúc nào mà các thầy cô mà phát hiện ra lỗi thông báo cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ lập tức yêu cầu cái đội ngũ lập trình như họ sẽ phải nâng cấp và sẽ chỉnh sửa lại, và chúng ta sẽ lên mạng chúng ta tải về. Thì các thầy cô xem nhé, các thầy cô vào cái chỗ các bấm nút về thì có biểu này, chúng ta vào trợ cấp trợ giúp này, về thì có biểu ở đây nhé. Ở đây nó có một cái nút có phần rất quan trọng, có cái từ là bin này. Ấy ở đây ghi rõ đây là cái thời khóa biểu này được sửa lần cuối là 25 tháng 7 năm 2023. Đấy, chúng ta cứ xem cái này nhé. Nếu phần mềm của chúng ta mà là cũ rồi thì đây nhìn đây là biết ngay là nó cũ, và chúng ta sẽ lên mạng chúng ta tải lại cái bản mới nhất. Chưa nhiều ở đây. Đấy. Thông thường mà khi mà các thầy cô cũng giáo mà báo lỗi nhé, thì chúng tôi hỏi là bạn hãy kiểm tra xem cái bản của bạn là cái bản được được sinh ra loại vào ngày nào. Thì các bạn trả lời tôi, các bạn trả lời vào đây nhé, thì các bạn sẽ vào đây, các bạn sẽ vào chỗ trợ giúp này, vào chỗ về thì có biểu, và các bạn đọc cho tôi cái này. Đấy. Ví dụ như hôm nay là ngày tháng 9 năm 2023 mà cái bản của tôi đang là 25 tháng 7, mà hiện nay chúng ta có cái bản mới nhất là cái bản ngày 3 tháng 9 2023, thì cái bản nhất này sẽ là bản tốt hơn. Thì các bạn, tôi có các bạn lên mạng mà tải về cái bản mới nhất, được chưa? Nhưng mà cái số này rất quan trọng, đây là đây là ghi cái thời gian của cái bản mới nhất mà các bạn đang dùng ở trong máy tính của các bạn đấy. Vì phần mềm của tôi là thường xuyên cập nhật, có khi là 2-3 ngày là cập nhật một lần đấy, hay là một tuần cập nhật một lần. Chứ cái số này nó thường xuyên nó mới nhất thì chúng ta lưu lên mạng chúng ta tải về nhé. Đấy. Rồi thì chúng ta cùng nhau thì phần mềm nó có những cái thực đơn là hệ thống này, dữ liệu này, lệnh chính này, khung nhìn này, công cụ, và cũng là trợ giúp. Về trợ giúp thì các bạn có thể vào chỗ này. Trong này là nó lưu trữ tất cả những cái bản mà các user guide từ xưa nay chúng tôi đã có, nhưng nó hơi dài một chút, nhưng các bạn có thể xem qua. Nhưng trợ giúp này là rất hay, các bạn có thể tham khảo nhé, tham khảo cái trợ giúp này. Rồi để chúng ta cùng nhau vào cho hệ thống nhé. Hệ thống này là gồm có những lệnh quan trọng là lệnh làm việc chung với thời khóa biểu, như là lệnh tạo mới một thời khóa biểu này đó, lệnh mở một tiệp thời khóa biểu ra này, dùng xong chúng ta đóng lại này, lệnh ghi dữ liệu này, rồi lệnh dữ liệu chúng ta thì chúng ta có thể ghi ra HTML hoặc ghi ra Excel. Ghi Excel là cái lệnh rất quan trọng này, vì hiện nay một thời khóa biểu như vậy, cái yêu cầu mà in ra nó rất là đông, nó rất là nhiều luôn, không thể nào dùng các lệnh đơn giản để chúng ta có thể in ra được mọi bảng biểu. Thì chúng tôi gộp tất cả lại vào trong cái lệnh ghi ra Excel. Thì trong cái file Excel này nó có rất nhiều những cái khuôn, những cái bảng khác nhau liên quan đến cái bài toán có biểu. Chúng ta có thể mở ra và chúng ta có thể cắt dán copy đó để chúng ta dùng trong nhà trường. Ở đây còn một số cái lệnh nữa, nhưng nó không thật quan trọng lắm ở vùng này nhé. Rồi vì chúng ta làm bìa, bây tôi làm thử nhé. Tôi sẽ tạo mới một cái file thầy có biểu, và tôi sẽ cùng các bạn, chúng ta sẽ thao tác vào lệnh ban đầu để chúng ta hình dung nhé. Bây tôi tạo mới này, đây lệnh tạo mới. Thì tạo mới, ví dụ tôi tạo ra một trường, tôi là trường trung học phổ thông Lý Tự Kiệt chẳng hạn. Thì cái mã trường là cái tên ngắn của trường, mà cái tên này chính là cái tên tệp đấy. Khi tôi gọi là, tôi không biết là LTK, thì cái file dữ liệu mà tôi sẽ tạo ra có tên là LTK.stkb. Còn đây là tên đầy đủ của cái trường đó. Ở đây nhé, chúng ta ghi là trung học, ví dụ trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, ghi tiếng Việt, nhé. Ví dụ như vậy nhé. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ cái ghi nào đang ghi ở đây, ví dụ là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh ở đây nhé. Đây. Còn chỗ này này, để chúng ta nhập cái niên khóa vào học kỳ. Đấy, tôi nói luôn nhé, cái dữ liệu niên khóa học kỳ này nó đi liền với cái tiệp thời khóa biểu này, và cái dữ liệu này có thể thay đổi. Đấy, cho nên là khi một cái tiệp mà chúng ta tạo ra ở đây nhé,
một cái tệp thiếu biểu khi mà tạo ra ấy, là chúng ta chỉ tạo một lần thôi và dùng vĩnh viễn. Đấy, các thầy cô chú ý nhé, dùng vĩnh viễn, không bao giờ tạo ra, không bao giờ phải phải tạo ra một cái tệp khác cả. Đúng luôn, nhà trường chúng ta khi tạo ra chỉ dùng mỗi tệp như vậy thôi. Tiếp đó các thầy cô có lưu ở vài nơi để phòng nó mất mát, để phòng nó bị virus, để phòng nó ai đó bị mất dữ liệu. Chúng ta lưu ở vài nơi để mà cần thiết thì lại mở ra dùng lại nhé. Mà chỉ dùng một, chỉ dùng là một tệp thôi nhé. Đó, chúng ta chú ý nhé. Nhưng mà đây là cái bước 1/4. Chúng ta sang bước 2. Bước 2 là chúng ta đây là ghi cái là nhập cái tên thư mục. Đấy, chúng ta bấm lên cho chọn thư mục và lưu cái lưu. Chúng ta chú ý nhé, là rất quan trọng đấy, vì đây tôi ghi vào chỗ này, cái nơi mà lưu trữ cái thư biểu của mình là rất quan trọng luôn. Chúng ta chú ý nhé, chúng ta chú ý cái thư mục này là rất quan trọng, vì cái file đó trên file chúng ta phải lưu giữ, tạo một lần và dùng nhiều lần mà, và dùng vĩnh viễn mà. Chứ cái file này chúng ta phải lưu ở một vài nơi trong máy tính và lưu và tạo ra một thư mục gốc để chúng ta lưu cái thư biểu này, lưu cái tiệp này nhé. Đó, đây là bước 2/4. Ở bước 3/4 là chúng ta nhập để tạo chất cái nhập cái kiểu của thư biểu. Những cái này sau chúng ta có thể sửa lại được, không sao đâu nhé. Rồi sau đó bước sang bước tiếp theo nữa là chúng ta có thể ở đây nó cho phép là nhập trước một vài môn học. Cái này không quan trọng, cái này chúng ta hoàn toàn có thể sửa lại sau này nhé. Bấm nút kết thúc. Đó. Và như vậy chúng ta vừa mới tạo ngay ra một cái tiệp nên đã mở rồi. Tiệp này chúng ta có thể không dùng thì ta cho đóng lại, ta lại mở ra ở đây. Đấy. Được chưa? Như vậy là cái tiệp thư biểu này chỉ tạo một lần thôi và dùng mãi mãi, được chưa? Rồi thế khi mà lần đầu tiên chúng ta tạo ra tiệp thư biểu thì chúng ta sẽ phải nhập các thông tin ban đầu. Thì thông tin ban đầu tôi sẽ mô tả ngay bây giờ nhé. Chúng ta sẽ nhập gì nhỉ? Chúng ta vào dữ liệu này, chúng ta nhập này, nhập lớp này là rất quan trọng này, nhập giáo viên rất quan trọng, nhập môn học rất quan trọng, và nhập cái nữa quan trọng là nhập cái nhóm giáo viên. Cái nhóm giáo viên này sau này nó quan trọng là sau này chúng ta sẽ khi mà chúng ta nhập cái phương công chuyên môn ấy là chúng ta sẽ nhập theo từng nhóm giáo viên, theo từng tổ chuyên môn thì nó hợp lý hơn. Hoặc chúng ta có thể nhập các cái ràng buộc của giáo viên theo từng tổ một. Cho nên là như vậy là có bốn lệnh quan trọng nhé. Lệnh nhập lớp là một này, nhập giáo viên là hai này, nhập môn học là ba, và nhập nhóm giáo viên là bốn. Thì tôi sẽ mô tả khi chúng ta nhập xong bốn cái này nhé. Đây là bốn cái lệnh mà chỉ nhập một lần thôi và không bao giờ, hầu như không được nhập lại nữa. Sau này chỉ chỉnh sửa thôi. Xong bước tiếp theo nữa là chúng ta sẽ nhập hai cái. Một là ta nhập cái tính chất môn học hay là các cái ràng buộc sư phạm của môn học, và hai là nhập cái yêu cầu của giáo viên hoặc yêu cầu của nhóm giáo viên. Cái này cũng chỉ nhập một lần thôi. Đó. Thì đây là toàn bộ tất cả những cái thông tin ban đầu cần phải nhập tối thiểu cho một cái nhà trường. Thì sau đó chúng ta sẽ bước sang bước tiếp theo mới là cái nhập cái bảng phục vụ giảng dạy, là cái này này. Đó. Bây giờ tôi làm thử nhé, bây giờ tôi nhập lớp này. Đây. Thì đây chúng ta thấy trong máy tính sẽ tạo ra hai cái sách lớp sáng và chiều đối lập với nhau. Vì phần mềm chúng tôi là hỗ trợ lớp là hoặc là chỉ học sáng, hoặc chỉ học chiều, hoặc học có thể học cả hai buổi. Hoàn toàn được nhé. Thì chúng ta nhập lớp ở đây. Chúng ta gọi là đều vào, chúng ta bấm nút thêm là chúng ta có nhập từ lớp 1 hoặc là nhập nhiều lớp cùng lúc. Lấy ví dụ tôi ta nhập là 10A, 10B, ví dụ lớp nó ngắn mà. Chúng ta nhập như này, 10C. Đó. Nhập 3 lớp cùng một lúc nhé. Ở đây chúng ta sẽ chọn là lớp học chúng ta là loại gì, là học chỉ sáng ấy, học chỉ buổi chiều hoặc học cả ngày. Đấy, tùy chúng ta lựa chọn nhé. Nếu mà học sáng thì nó hiện ở bên trái này. Nếu chúng ta chọn chiều thì nó ở bên này. Còn nó chọn là cả ngày thì nó ở được cả hai bên. Các cô chú ý nhé. Tôi học cả ngày nhé. Còn đây là vị trí lớp. Là cái gì? Là phần mềm hiện nay là hỗ trợ cho một nhà, đây chính là cái địa điểm lớp đây. Hiện nay là phần mềm hỗ trợ trong chúng ta là mỗi một nhà trường là có 10 cái địa điểm lớp. Đấy, đề phòng là ví dụ trường có cơ sở 1, cơ sở 2 đấy. Hay là các trường miền núi nó có cái trường chính, chỉ có các trường điểm ở những cái vùng sâu vùng xa, cách ở cuối làng chẳng hạn, ví dụ thế nhé. Thì ý nghĩa của này là cái gì? Ý nghĩa của cái vị trí lớp này là rất quan trọng nhé. Khi mà chúng ta có cái vị trí lớp này rồi thì nếu có hai lớp mà học ở hai vị trí khác nhau, ví dụ lớp 10A học ở vị trí 1,
lớp 1B học vị trí 2 thì phần mềm sẽ xếp tự động theo biểu, sẽ không cho phép là một giáo viên là dạy tiết 1 ở lớp 10A xong tiết 2 lại sang 10B thì nó không cho phép. Thì như vậy vì không cho phép, vì sao? Vì không thể dạy tiết 1 sau đó là nghỉ 5 phút là đi sang địa điểm 2 được. Đấy, cái chuyện là chỗ quan trọng nhé. Chỉ có thể là hoặc là học dạy toàn bộ ở một cái buổi sáng, dạy toàn bộ ở địa điểm 1 sang chiều địa điểm 2 thì được. Hoặc là cả một ngày. Đấy. Chứ cái này nó chỉ có nghĩa như vậy thôi, nó không có nghĩa nhiều lắm về mặt quản lý đâu, về mặt theo có biểu thôi. Ở nhà trường thì đây là với nhà trường thì đây là phần quan trọng, nhưng với cái biểu thì nó chỉ có nghĩa như vậy thôi. Được chưa? Rồi. Còn những chỗ này thôi bỏ qua hết, chỗ này là chúng ta không cần những cái số này học làm sao cũng được. Đấy, như vậy là nhập xong lớp 1 khối 10 nhé, cả ngày nhé, bấm nút cập thêm vào đây này, nó sẽ thêm vào cả hai bên. Đó. Và chúng ta làm tiếp cho các lớp khác, khối khác. Nhập xong thì thôi nhé. Đấy. Nhưng mà cái này chỉ nhập một lần thôi nhé, chúng ta chú ý nhé. Nhập một lần và khi mà chúng ta nhập rồi thì ở hai bên này này, ở hai bên này là nó có cái xử lý khác nhau. Chúng ta bấm 10A đi nhé. Chúng ta có thể xóa này là chỉ xóa buổi sáng thôi. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Vì hai lớp này, hai sách này là khác nhau. Ở trường chúng ta thông thường là đúng với lớp bình thường là ví dụ là toàn khối 10 là học buổi sáng, toàn 11 là học buổi chiều, ví dụ như vậy là nó khác nhau nhé. Chứ cái việc xử lý cái việc lệnh là cập lệnh xóa này là cái xóa này là xóa riêng cho từng khối sáng và chiều nhé, chúng ta chú ý nhé. Rồi chúng ta đây chúng ta thử bây chúng ta sang vào tiếp theo này là chúng ta nhập giáo viên. Đó, nhập giáo viên cũng vậy thôi, chúng ta sẽ nhập một lần thôi. Thì thật ra là trong máy tính nó có cái chức năng là nhập từ Excel, nhưng mà tụi bản thân tụi lắm không dùng, quên mất rồi, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Nhưng mà chúng ta nhập trực tiếp thôi là nhanh nhất. Có thể trường chúng ta có thể nó có đông người đấy, có thể có hàng trăm giáo viên, nhưng nhập lúc là xong thôi mà nhé. Thì chúng ta nhập là nhập tên và nhập mã. Đấy, mỗi một giáo viên nó có một cái tên và một cái mã. Cái mã này là không được phép là trùng nhau, còn cái tên tha hồ trùng nhau. Tôi lấy ví dụ như tôi đặt tên nhé, đặt tên là đây. Bình thường khi mà gõ một số thì nó kia gõ một cái tên thì ở đây nó chính là cái mã giáo viên chính tên nhé. Đó. Khi chúng ta gõ vì chúng ta gõ ví dụ như là Bùi như Việt như. À thì máy tự động hiểu là cái Hàn là cái tên của nó đấy. Nhưng mà giờ trường chúng ta có hai ông là Bùi Việt Hàn thì cái mã phải đặt tên là Hàn 1 chẳng hạn. Đấy, như vậy đây là cái Hàn 1 là chính là cái mã của cái ông này. Chúng ta bấm nút thêm lại được một người đúng không, người thứ hai ví dụ như là Liên. Liên thì ở đây là tự hiệu đây là Liên Văn chẳng hạn, bấm nút thêm sang người thứ ba ví dụ như cũng là Liên nhé, mà Liên này là Liên này là Liên Toán chẳng hạn, lấy ví dụ như vậy. Chúng ta nhập lúc là xong, nhưng mà không có gì về ấy cả, chúng ta nhập nhanh nhé. Bình Enter này, Bình một Enter nhé, thực sự có ba Bình nhé. Bình 2 Enter. Chúng ta làm chúng ta có ba người tên là Bình, ký hiệu là Bình, Bình 1, Bình 2. Tiếp theo là Lan đi. Lan Văn này, Lan nữa nhá, Lan H là Lan Hóa nhá. Rồi Lan S là Lan Sửa nhá, Lan Sửa đấy. Rồi là Lan S là Lan Sinh nhá. Đấy, như vậy. Chúng ta đặt tên nhá. Thì thật là cái tên giáo viên này này thì nên ghi đầy đủ, còn cái mã là cái chúng ta dùng để tư duy khi xếp cho các biểu, cái mã là phải khác nhau. Thực cái mã là mới gắn cho nó dễ, chúng ta xếp cho sẽ là cô Lan S, cô Lan Sửa, cô Lan V, cô Lan H vào vị trí này. Đấy là đó là cái tư duy của người xếp cho các biểu, họ dùng cái tên nhanh, họ dùng cái mã để họ xếp nhanh. Còn cái tên đầy đủ là cái tên ta để in ra cho các biểu cho nó đàng hoàng, cho nó đẹp, được chưa? Đấy, chúng ta chú ý đây là những cái toàn chỉ một lần thôi là xong, cái gọi là cái danh sách giáo viên. Được rồi, chúng ta cầm nút đóng nhé, đóng là xong. Như vậy chúng ta đã nhập xong là giáo viên. Trong bước tiếp theo là chúng ta xem môn học. Đấy, thì cái môn học là cái nó tương đối phức tạp nhé. Đây thì chúng ta cùng nhau xem này. Môn học ấy thì một trong cái hơi phức tạp của môn học là gì? Vì hiện nay các trường chúng ta hiện nay là các môn học của chúng ta đang lẫn lộn giữa chương trình cũ, chương trình mới. Cho nên trong môn học này nó cũng rất là đa dạng. Đấy. Thì hiện nay các môn học của chúng tôi thì hiện nay trong máy tính chúng ta lưu là mỗi cái môn này nó có rất nhiều các cái thuộc tính. Đấy, các cái thuộc tính khác nhau. Thì nó phải có, đầu tiên phải có cái mã môn này và tên môn này. Đấy. Nhưng mã môn
ba môn một tôi ký hiệu thường là các ký tự in hoa và thường chỉ dùng 4 ký tự thôi. Đây nhỉ, đây là môn là cái môn mặc định nhé, là cái môn đã có sẵn nhé. Thì bao giờ cái môn sinh hoạt ký hiệu là SH là cái môn đầu tiên chúng ta không nên xóa và chúng ta dùng. Cái môn sinh hoạt này ý nghĩa gì? Ý nghĩa là ai thầy là chỉ phân công mỗi lớp học một tiết thôi, và môn sinh hoạt là cái môn là môn dành cho giáo viên chủ nhiệm. Các cô đợi tôi một chút nhé. Được chưa? Đấy, như vậy là chúng ta cùng nhau xem cái thuộc tính môn nhé. Đấy nha. Thì làm thì cái môn này này thì là nó phân bổ, nó là thuộc cái môn, nó là thuộc cho tiểu học hay là cho cơ sở hay là cho phổ thông. Một cái môn có thể là phân bổ cho tất cả cấp nhé. Nó là môn tự nhiên kỹ thuật hay là môn xã hội, để ta chọn một trong hai cái này với cái môn ở đây nhé. Đấy. Tiếp theo là cái màu sắc của nó. Cái màu sắc đây chỉ sau này chúng ta hiển thị trên theo biểu lớp thôi, cho nó hay để cho chúng ta quan sát thôi nhé. Tiếp theo đó là môn chính hay là không, và môn tổ hợp hay là không. Nếu mà thật ra cái tổ hợp này là cái làm là cái cũng không quan trọng lắm đâu, nhưng mà hiện nay trong chúng ta là cái trung học cơ sở ấy là cái môn hai có hai cái môn là môn học tự nhiên, học xã hội, nó là tổ hợp của những cái môn học theo kiểu cũ. Đấy, cho nên là ghi vào đây cho nó biết thôi, như là học môn tổ hợp, bấm vào đây nhé, thì nó sẽ vào, chúng ta sẽ chọn là các môn thành phần của môn của cái môn tổ hợp đó. Đây, ví dụ đây tôi chọn cái môn đâu, ví dụ đây là cái môn đây là cấp 3 cho nên nó không có, đây nó không có môn khoa học tự nhiên ở đây nhé. Nếu có thì tôi sẽ để tôi làm thử tôi nhập thêm nhé. Giả sử tôi nhập thêm một cái môn nhé, đây giả sử nhập thêm cái môn là khoa học tự nhiên, đúng không? Đặt tên lên là khoa học tự nhiên, giả sử đấy nhé. Đây này, cái môn chúng ta tha hồ là nhập thêm thoải mái nhé. Khoa cái môn này là môn của cấp 2 nhưng mà chúng ta đang trường cấp 3 nên mà không sao cả, khoa học tự nhiên, được chưa? Bấm nút thêm rồi, nó thêm vào cuối này đấy. Đâu rồi? Khoa học tự nhiên ở đâu nhỉ? Lại khoa môn là khoa học tự nhiên, sao nó không được nhỉ? Mình sẽ phần ca nó vào trên, nó vào rồi không đi nhỉ? S này, khoa này, môn khoa học tự nhiên, tôi đang thử ví dụ thôi mà, tự nhiên nhé. Bấm nút thêm này, cập nhật này, đây học gì này nhé. Đấy, học tự nhiên nhé, thì ta chọn là tổ hợp này, ta lấy ví dụ là chọn tổ hợp nhé, thì nó là cái môn thứ nhất, ta chọn là cái môn là môn lý nhé, chọn môn thứ hai là môn hóa, đâu rồi hóa, chọn thứ hai là môn hóa và chọn thứ ba là môn sinh, ví dụ như vậy nhé, đâu môn sinh rồi. Đấy. Thật ra cái này nó không quan trọng lắm đâu, nhưng mà vì hiện nay ở Việt Nam chúng ta hiện nay là cái ngành sư phạm chúng ta không có cái chưa đào tạo được giáo viên là chung cho cả ba môn lý hóa sinh là môn khoa học tự nhiên, cho nên đây là vẫn ghép thủ công. Như vậy là cái môn khoa học tự nhiên thực chất ra là ghép của ba môn lý hóa sinh lại, đây là môn khoa học xã hội là ghép của hai cái môn sử địa lại. Đấy, như đó là cái đó chỉ là cái ấy thôi mà, chỉ là cái hình thức thôi nhé. Thì ý nghĩa của nó là cái gì? Nghĩa của nó là như này là chúng ta có thể hoặc chúng ta có thể xếp độc lập các môn là lý hóa sinh như bình thường, đó nói cấp 2 nhé, hoặc chúng ta xếp cái môn học là khoa học tự nhiên như bình thường. Sau đó cái môn khoa học tự nhiên này ở trên thứ lớp ấy chúng ta sẽ phân bổ, ví dụ như là ngày thứ hai có một tiết thì chúng ta chuyển sang đó là tiết lý, ngày thứ ba một tiết chúng ta chuyển sang đó là cái tiết hóa, ngày thứ năm một tiết chúng ta chuyển sang đó là cái môn sinh, và khi đó thì phần mềm cho phép có một chức năng để cho phép là in ra theo biểu của khoa học tự nhiên ấy, in ra ngày thứ hai nó sẽ là môn lý, in ra ngày thứ ba nó sẽ là môn hóa, in ra ngày thứ năm nó sẽ là môn sinh,
cũng chỉ có nghĩ như vậy thôi nhé, còn không có nghĩ bản chất nó không thay đổi gì cả, bản chất nó vẫn là một cái môn học bình thường. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Cho nên đây nó chỉ mang tính là tính ấy thôi, tính mang tính là hình thức thôi nhé. Một điều nữa tôi nói thêm một chút nữa về cái khái niệm là môn chuyên đề đấy. Thì cái môn chuyên đề này các bạn biết là từ năm 2018 trở đi thì học sinh cấp 3 đấy sẽ được chọn 3 môn chuyên đề trong tổng số là 14 cái môn chuyên đề đấy. Thì ở đây thì chúng ta có hai cách để chúng ta thiết lập, hoặc đây nhá, hoặc là chúng ta tạo ra 3 cái môn có tên là môn chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3 như thế này, đặt thuộc cái nhóm là nhóm môn chuyên đề, là những môn chuyên đề, và sau đó thì chúng ta sẽ có cái lệnh là gán vì lớp 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 10A thì chuyên đề 1 ứng là chuyên đề nào, chuyên đề 2 ứng chuyên đề nào và chuyên đề 3 ứng chuyên đề nào. Đấy, như vậy là đây là cách mặc định mà phần mềm đã có nhé. Nhưng cách thứ hai cũng không sao cả, chúng ta nhập thẳng luôn vào cái danh sách này, nhập thêm toàn bộ là 14 môn chuyên đề luôn. Đấy, ghi luôn là chuyên đề văn, chuyên đề toán, chuyên đề lý, chuyên đề hóa, chuyên đề tin 1, chuyên đề tin 2, chuyên đề công nghệ 1, chuyên đề công nghệ 2, tạo luôn là 14 môn luôn. Và khi xếp chúng ta sẽ bình thường, chúng ta phân công bình thường. Vậy lớp 10A là sẽ chọn 3 môn chuyên đề là chuyên đề toán, chuyên đề lý, chuyên đề tin 1, ví dụ như vậy. Thì như vậy cái đa chuyển mang chỉ là hình thức tự nhiên, nó không quá quan trọng. Nhưng mà đối với hiện nay tất cả cái môn học này là đối với nó có tôi có phân bổ nó ra như thế này đấy. Thế là các cái môn học của chúng ta là như sau này, sẽ là môn bắt buộc đấy, hay là không thì theo chương trình mới chúng ta là môn bắt buộc đối với cấp 3 là những môn như là toán, ngữ văn, tiếng Anh, lịch sử là môn bắt buộc, đúng không? Ngoài ra có cái môn tự chọn. Thì môn tự chọn sẽ thuộc khoa học xã hội, hoặc thuộc khoa học tự nhiên, hoặc thuộc là công nghệ và mỹ thuật, hoặc là chuyên đề. Đó, thì đó là những cái, đây nó chỉ là cái hình thức, không phải là quá quan trọng. Bản chất là gì? Bản chất là chúng ta vẫn nhập một danh sách các môn học ở trong nhà trường, cố định danh sách này. Và mỗi một lớp chúng ta sẽ phân công là cái môn này, cái lớp này có học không. Nếu không học thì thôi, nếu học thì là bao nhiêu tiết và giáo viên nào dạy. Đấy, bản chất như vậy thôi. Bây giờ thêm một chút nữa về cái sách này nhé. Đây này hoàn toàn chúng ta có thể là xóa này, thêm bớt thoải mái nhé. Đấy, chúng ta chú ý. Đây có một lệnh nữa, đây là cập nhật từ chương trình giáo dục phổ thông mới. Cái này là cái gì? Cái này là cái lệnh này là như sau này. Nếu mà chúng ta là cái là một cái mà làm một môn lớp mà là lớp cũ đấy, đây là lớp cũ thì các môn học nó cũ. Bây giờ để ngại nhập mới, chúng ta bấm vào đây thì phần mềm sẽ tự động copy từ cái từ bộ nhớ, bổ sung vào đây những môn học nằm trong chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, chỉ có nghĩa như vậy thôi, nhập hộ chúng ta thôi mà. Rồi tôi nói thêm một chút nữa, một cái thông tin rất quan trọng trong cái bảng này là cái là môn tin học nhé. Ở đây nó có gọi là số phòng học môn đấy. Cái này là cái gì? Cái này là mặc định của nó là 150, nhưng đây là một số rất quan trọng. Đấy. Đây là cái gì? Đây là ý nghĩa của nó như sau. Ý nghĩa của nó là tại một thời điểm chỉ có maximum là từng này tiết được dạy, được không dạy cho nhà trường thôi. Ví dụ như là môn tin nhé, môn tin nhà trường chúng ta nó chỉ có hai phòng tin thôi, chúng ta nhập số 2 vào đây thì như vậy là trong bất cứ một lúc nào trong nhà trường chỉ có hai lớp học tin thôi, không được ba lớp. Thì đây là một cái dòng buộc rất quan trọng, mà tôi gọi là dòng buộc cứng đấy, số phòng học của môn học. Thì ý nghĩa là như vậy là trong trường chúng ta chỉ có hai phòng tin thôi. Như vậy là tạm thời điểm phần mềm sẽ tự động xếp sao cho là mỗi một thời điểm, mỗi một tiết trên thầy có biểu ấy chỉ có hai lớp học tin. Như vậy là bất cứ lúc nào mà lớp tin đó muốn thực hành là xuống ngay phòng tin học, không phải lo lắng cái gì cả. Chỉ nếu mà chúng ta bỏ cái này đi nhé, chúng ta để vấn đề mặc định của nó là 150 nhé, thì phần mềm có thể xếp nhiều hơn, có thể xếp là 5 lớp học cùng một lúc, cả 5 lớp đều học tiết mục ngày thứ ba, cả đều học tiết mục ngày thứ ba là môn tin cả. Thế như vậy có 5 lớp đó cùng học một lúc, như vậy thì ví dụ như là có 3 lớp muốn xuống phòng tin thì không được, vì phòng tin chúng ta chỉ có 2 phòng thôi mà. Đấy, thì đây là một chuyện rất là hay nhé, rất đặc biệt quan trọng nhé, mà nhiều người không để ý chỗ này, được chưa? Rồi thì đó là cái thông tin về cái sách môn học. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải làm sang phần tiếp theo là nhập cái nhóm giáo viên. Cái này thực ra là rất quan trọng luôn đấy. Cái này là cái gì đây? Là chúng ta sẽ tạo ra các nhóm giáo viên là các cái tổ chuyên môn.
như tổ văn, tổ toán, tổ lý, tổ hóa, vân. Với cấp 3 thì thông thường nó chỉ là cái tổ là theo từng môn. Với cấp 1, cấp 2 thì cái tổ nó theo từng cái nhóm, các cái nhóm môn, nhóm tự nhiên, nhóm xã hội, rồi nhóm lịch sử, tùy tùy từng trường một nhé. Nhưng cái hay cái này là vì sao lại chia cái này là hay, là vì chúng ta sẽ khi mà chúng ta làm việc nhập không chuyên môn ấy, chúng ta không nhập cho toàn trường đâu, mà thường là nhập cho từng nhóm này một cho nó dễ. Tôi làm thử nhé, bây giờ tôi làm thử các bạn này. Tôi sẽ nhập thử giả sử tôi nhập thử ba nhóm này. Tôi đặt kiểu là đây là nhóm văn này, tôi gọi vào đây văn, tôi enter luôn nhé. Một nhóm văn này, nhóm thứ hai là nhóm toán này, enter này, nhóm nhóm tin này, đấy, nhóm sửa này, tôi lấy ví dụ như vậy nhé, nhóm sửa. Đó. Thì đây chúng ta cứ tạo chức các nhóm đi, sau làm như sau chúng ta bấm vào cái môn văn đấy. Thì ở đây là chúng ta sẽ nhập cái thành viên nhóm môn văn đó, thì làm như sau này, chúng ta sẽ chọn kia giáo viên ở danh lớp đây, chúng ta bấm này là nó sang đấy, như là văn nhé, Bình này, Lan V này, đây, ví dụ như nhé, Bình 1 này đấy. Vì là nhóm văn chúng ta có hiện có ba người là Liên, Lan V và Bình 1. Và ở đây chúng ta sẽ kích chuột chọn cái môn học mà cái nhóm này sẽ dạy đấy. Ví dụ đây nhóm văn nhé, nhóm văn sẽ là cái nhóm nào văn đấy, đứng gọn đây này đấy. Còn sinh hoạt chúng ta nên bấm luôn cái chọn sinh hoạt nhé. Cái chọn sinh hoạt thì chứng tỏ rằng các giáo viên này là có thể làm chủ nhiệm được. Chuyện thông thường là nhập sinh hoạt là bắt buộc phải kích chọn. Còn ngoài ra thì nhập những cái môn học mà cái nhóm này đã dạy nhé. Nhập xong rồi bấm nút cập nhật xong. Nhưng mà lại xong cho một nhóm. Nhập toán này, lại nhập này, Hà này, rồi là bình thường này, đấy, rồi là Lan hát này, lấy ví dụ như vậy nhé. Đấy. Là Bình 2, đây là cái nhóm đang dạy toán nhé. Chúng ta bấm nút sinh hoạt này, bấm nút toán, đây là hai môn này nhé. Bấm nút cập nhật. Rồi nhóm tin này. Một giáo viên có thể nằm trong nhiều nhóm nhé. Đây là Lan H này, ví như vậy, Lan SC này, ví như vậy. Ba người này là dạy sinh này, dạy tin này. Bấm nút sinh này, bấm nút tin này, đó, cập nhật. Tiếp theo là sửa này. Sửa là có Bình 2 sửa, Lan sử, hai người này nhé, chọn sinh và chọn sử đó. Ý nghĩa là gì? Ý nghĩa của này là như sau này. Thì mai kia sang phần sau đấy, chúng ta có thể là nhập riêng cho từng nhóm một, nhập riêng phân công cho từng cho nhóm văn thôi. Thì nó chuyện ba người này thôi cho dễ này. Đấy. Hiện nó chuyện hiện hai môn là môn sinh và môn ngữ văn thôi, nhập trong một cái bảng nhỏ là dễ. Chứ bình thường ấy thì khi chúng ta nhập phương chuyên môn ấy, nó nhập trong một cái bảng lớn, chiều dài, chiều ngang là tất cả các môn và chiều cao là tất cả giáo viên. Như vậy nhìn vào đó nó nhìn nó hay, nhìn vào đó nó mênh mông lắm, nhìn vào đó nó hay nhầm lẫn lắm. Được chưa? Rồi thì đó là cái việc là nhập nhóm giáo viên, cái này rất quan trọng. Rồi bước tiếp theo, như vậy chúng ta vừa nhập xong tất cả những phần gốc lõi đấy, và cái phần này chúng ta nhập đúng một lần thôi và không bao giờ nhập lại nữa. Xong tiếp theo chúng ta sẽ nhập tiếp theo là nhập là cái tính chất môn đó. Cái này là cái dạng bộ môn học rất quan trọng nhé. Cái này mà không nhập ấy thì sau này nó sẽ xếp phần mềm xếp sẽ rất nhiều cái lỗi phát sinh ra. Thì chúng ta sẽ gán từng cái dạng buộc này cho một số lớp hoặc cho toàn trường, thông thường là gán cho toàn trường luôn. Trong cái này chỉ có một số cái hay dùng thôi. Một là cái có một cặp tích xuất liền này đấy. Cái này là thông thường là gán cho môn văn, môn toán, cho tất cả các lớp để học sinh nó có cái hai tiết thì nó làm bài kiểm tra hay nó ôn tập gì đó nhé. Thông thường là như vậy. Cái dạng bộ số 2 là rất ít trường dùng. Theo tôi biết chỉ có một số trường chuyên thôi. Ví dụ như trường chuyên Amsterdam Hà Nội chẳng hạn, thì là riêng môn toán thì cần có hai cặp tiết xếp liền môn toán, ví dụ như vậy. Chỉ học một tiết một ngày. Đây là cái ràng buộc mà đa số tất cả các môn đều yêu cầu như vậy, vì học không thể học hai tiết được. Các môn như là ngoại ngữ sử, rồi là ngoại ngữ sử, tất cả các môn địa lý, rồi môn lý hóa sinh chỉ học một tiết thôi, không thể học hai tiết lý liền, rất là ít khó. Cho nên là cái ràng buộc ba này là thường là gắn cho tất cả các môn học khác ngoài hai môn văn và toán nhé. Còn cái môn là còn cái ràng buộc là không học tiết 5, không học tiết 4 5, hay là không học tiết 1, không học tiết 1, 2. Cái này là dành cho, ví dụ dành cho môn thể dục chẳng hạn. Thể dục là mùa hè nóng quá thì không nên học tiết 4, 5. Hay là không học tiết 1, ví dụ là mùa đông lạnh quá không học tiết 1. Đấy. Nhưng mà tất cả các phần này đều không ít dùng lắm. Học cách ngày có không? Thỉnh thoảng có. Ví dụ như là môn ngoại ngữ,
ngành nào cũng học thì nó khó học, có không ôn tập được thì học cách ngành. Chiều trên một có không cũng có dễ, cứ là dễ khi nhé. Đa số phần lớn hôm nay chỉ có tôi biết là chỉ có là tiết có ràng buộc số 1, ràng buộc số 3 là hay dùng nhất thôi. Toàn thử nhé. Bấm vào ràng buộc số 1. Rồi, vào đây chúng ta chọn toán. Đấy. Vào đây chúng ta bấm nút bổ sung để nhập toàn bộ, cho bấm nút toàn trường, thế là xong cho toàn trường luôn, cả sáng cả chiều luôn nhé. Đấy, đây là môn toán nhé. Bấm ngoại ngữ, bấm xuống đây, bấm môn ngữ văn. Bấm vào nút bổ sung chọn toàn trường. Như vậy là xong. Như vậy là nhập xong cái ràng buộc 1 nhé. Bấm nút kết thúc. Ghi dữ liệu đi, còn tốt, kết thúc. Chúng ta sang cái phần cái nhóm thứ ba này là các môn còn lại. Môn ngoại ngữ là một này, bấm nút bổ sung toàn trường. Lấy ví dụ đây nhé, cái môn nó có một tiết rồi thôi, không quan trọng. Môn công nghệ ví dụ như vậy, bổ sung toàn trường. Cái môn nó có một tiết rồi thì thôi thì không cần, nó tự không phải là công là có một môn nào nó có hai tiết trở lên cơ thì mới cần phải đặt tham số này nhé. Lịch sử như vậy là bổ sung toàn trường, cứ như vậy nhé. Chúng ta xếp cho đặt cho toàn bộ tất cả các môn còn lại. Để tôi lấy ví dụ đấy nhé, bây giờ chúng ta kết thúc. Như vậy tới đây là chúng ta đã nhập xong cái gọi là cái ràng buộc của môn học rất quan trọng. Cái ràng buộc này là rất quan trọng, vì nếu chúng ta không nhập cái ràng buộc này thì phần mềm cái thấu biểu rất rất là xấu, nó không có cái tính, không có cái tính gọi là tính sư phạm. nó sẽ lủng củng, ví dụ như là lý lý rồi là toán toán rồi lại bên 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 cạnh là hóa hóa sinh sinh, như vậy nó xấu lắm, phần mềm thư biểu như vậy rất là xấu nhé. Rồi xong bước tiếp theo là chúng ta sẽ nhập cái yêu cầu của nhóm giáo viên. Đấy. Phần mềm có hai lệnh là yêu cầu nhóm và yêu cầu giáo viên. Yêu cầu giáo viên là nhập cho từng giáo viên một, thì theo tôi chúng ta không nên nhập cái này, vì nhập càng nhiều yêu cầu thì phần mềm nó càng khó xếp tự động hơn, nên chúng ta cứ nhập theo nhóm là hơn hết. Mà nhóm này thì cũng nhập ít thôi, chúng ta cái nhóm này phần lớn thì nhập cái tiết họp thôi nhé. Vì cái tổ nào cần có một tiết họp chung cho toàn tổ đó. Ví dụ là môn văn nhé, môn văn năm nay là sẽ họp tất cả giáo viên văn sẽ họp và tiết bậc ngày thứ năm. Chúng ta bấm vào đây, chúng ta kích đúc vào đây ấy và chọn là họp. Tiết họp của giáo viên ấy là cái tiết được gọi là ràng buộc cứng, khi mà đã họp ở đây rồi thì không thể xóa để xếp môn học được nữa vào đây. Để chúng ta chú ý nhé. Như vậy là tiết thứ năm là tiết họp của môn văn nhé. Đấy, sau đó chúng ta sẽ sang cái môn toán sẽ họp vào tiết 2 ngày thứ 6 đấy. Đây, thứ 6 đây, thứ 2 ngày thứ 6 là môn toán nhé. Sang môn tin sẽ học là họp là tiết 1 ngày thứ 7, tôi lấy ví dụ như vậy nhé. Rồi sang cái môn tiếp theo là môn sử sẽ họp vào tiết 5 ngày thứ 2, tôi lấy ví dụ như vậy. Được chưa? Như vậy là môn sử đấy nhé. Đây là môn tin nhé, đây là môn toán nhé, đây là môn văn nhé. Mẹ các nhóm đây là cái yêu cầu mà theo tôi là cần nhập. Thì các nhà trường là các tổ giáo viên phải họp hết, được phải họp trong trong một tuần họp một tiết, hoặc là họp thậm chí có cái môn học là họp hai tiết liền cơ đấy nhé. Thì đó là các cái yêu cầu. Ngoài ra đây còn có nhiều cái yêu cầu khác nữa chúng ta có bỏ qua đấy nhé, vì là số có nghỉ trong tuần là yêu cầu là tổ văn nghỉ một ngày trong tuần đấy, làm yêu cầu. Nhưng mà tất cả cái yêu cầu này nhé, yêu cầu về ngày nghỉ và buổi nghỉ thế này đều là cái yêu cầu là một tôi gọi là yêu cầu logic, là yêu cầu là có thể phá bỏ được, không phải là yêu cầu cứng, mà cái gọi là cái yêu cầu mềm, được chưa? Đó thì chúng ta chú ý nhé. Đấy, được rồi, những bấm đây chúng ta bấm kết thúc, nhập xong. Còn cho tôi cô xem một chút, đây là cái yêu cầu của từng giáo viên một đó, thì trong này có rất nhiều các yêu cầu nhé, rất nhiều cái yêu cầu khác nhau. Đây là số tiết dạy lớn nhất trong một buổi này là bao nhiêu này, bấm vào đây này. Đấy, trong buổi tôi yêu cầu là tôi dạy có 4 tiết thôi, dạy cả 5 tiết thì mệt lắm. Hay là cái thời gian chờ dạy lớn nhất trong một tuần là bao nhiêu, như là cái thời gian mà nghỉ ngơi ở giữa giữa giờ ấy mặc định là một. Nếu mà để không thì không thể làm, để không thì chặt quá không thể làm được đâu, để một là hợp lý nhé. Đó, ví dụ như vậy. Đây là tổng thời gian chờ dạy trong một tuần là 3 tiết này, vân vân, rất nhiều cái thông tin khác nữa nhé. Ở đây là cái thông tin khác yêu cầu là bận họp nghỉ hạn chế nhé. Ví dụ như là giáo viên tôi là Hà này nhé, tôi muốn nghỉ ngày thứ ba, bấm vào đây chọn nghỉ nhé. Hay là nghỉ nghỉ nghỉ
nghỉ nhé, ví dụ như vậy, đặt thông số đây là nghỉ này đấy. Thì cái trong các cái hạn chế ở đây này, các bạn chú ý chỉ có họp là, chỉ có họp là ràng buộc, là ràng buộc cứng thôi, ràng buộc cứng. Còn cái, tất cả các ràng buộc khác như là hạn chế này, nghỉ này, bận này, hay là dỗi này, vân vân này, đều là những cái, đều là những cái hạn chế mà chúng ta có thể, bộ tôi gọi là cái hạn chế mềm, phần mềm cũng sẽ xóa đi bất cứ lúc nào nhé. Rồi như vậy là nhập xong cái gọi là cái yêu cầu giáo viên nhé. Rồi bây giờ tiếp theo là như sau này, tiếp theo là chúng ta sẽ đây nhớ, thì ở đây thật ra là cái chỗ này thật sự là không cần thiết đâu, nhưng mà tôi vẫn nói thêm thôi. Tức là hiện nay đối với cấp 3 thì bọn tôi có thêm một cái cho phép là nhập vào cái tổ hợp môn. Ý nghĩa của này là cái gì? Ý nghĩa của cái này là gì? Là chúng ta sẽ nhập các cái tổ hợp môn để gán cho các lớp. Vì các bạn biết là cái lớp cấp 3 là cái lớp mà nó chỉ có 4 môn là bắt buộc thôi, còn lại các bạn được chọn. Cho nên là tôi tạo ra một cái tổ hợp môn như vậy, cùng có 4 cái môn được chọn, rồi là các môn chuyên đề nữa, để sau này là gán cho từng lớp một. Nhưng mà thật chất là cái này cũng không, tôi cũng không mà cái hồi mà tôi mới làm cái này thì cảm giác nó quan trọng, nhưng bây giờ thấy là nó không thật là quan trọng nữa. Các nhà trường cứ chủ động lập nhập các cái tổ hợp môn ở bên ngoài, và chúng ta biết chắc chắn là như vậy, lớp 10A năm nay là học những môn nào, lớp 10A năm nay là sẽ học là tin này, công nghệ này, hóa, ví dụ như vậy, hóa rồi là lý, môn lớp 10B là học là lý, sinh, tin học, công nghệ, ví dụ như vậy, là chúng ta biết trước rồi. Thì chính là cái này đây, chính là cái tổ hợp môn này. Và sau đó đến bước một lớp học đó, chúng ta sẽ nhập. Nhưng ý nghĩa là như học cái này hay là gì, chúng ta có thể nhập các cái tổ hợp môn này, và sau đó chúng ta trong cái lệnh là nhập phương chuyên môn đó, chúng ta có thể hiển thị từng tổ hợp môn. Tôi lấy ví dụ nhé, chúng ta nhập cái tổ hợp môn là môn là, ví dụ như tôi nhập tổ hợp môn là khối A, gọi là khối, đặt tên là khối A nhé, khối A, được rồi, chúng ta bấm nút vào đây, thêm vào đây, đây là tên là khối lớp học, khối lớp sẽ thi khối A đấy nhá, thi khối A đấy, chúng ta bấm thêm vào đây, đây được chưa. Thế thì đây là để nhập các cái tên thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái lệnh là chúng ta sẽ nhập thông tin của tổ hợp môn đây, chúng ta sẽ nhập, nhưng mà khối A là học môn nào chúng ta sẽ thêm vào đây. Đây là ngoài những cái môn bắt buộc nhé, như là môn toán, ngoại ngữ, thông tính, bây giờ chỉ nhập cái môn mà là môn tự chọn thôi. Bây giờ tôi nhập cái môn khối A sẽ nhập môn lý này đó, nhập thêm môn lý, nhập thêm môn học sau 4 môn là môn hóa, ví dụ nhé, nhập thêm môn là môn ví dụ như môn tin nhé, và nhập thêm cái môn nữa, ví dụ như là môn âm nhạc, ví dụ như đấy, như vậy là bốn cái, đây là cái bốn môn tổ hợp cho cái khối A này nhé. Ở đây chúng ta nhập môn chuyên đề đấy, thì chúng ta sẽ nhập cái môn chuyên đề đây là cái tổ hợp này, ví dụ là tổ hợp này sẽ nhập cái môn chuyên đề là một chuyên đề sinh, ví dụ thế nhé, rồi chuyên đề tiếp theo là chuyên đề tin học CS, một chuyên đề nữa là chuyên đề toán, như vậy ba chuyên đề đó, chúng ta sẽ cập nhật vào đây đấy. Khi mà chúng ta nhập cái khối A này thì sau này nhé, trong cái màn hình mà nhập công chuyên môn ấy, chúng ta sẽ chỉ cho phép là hiển thị các môn này thôi đấy, rất là dễ cho nó cho thuận tiện thôi. Cái này không có ý nghĩa về mặt gọi là các cái ràng buộc đầu vào, đây không phải là một ràng buộc đầu vào của phần mềm, tôi có biểu ràng buộc đầu vào của nó là các, nó chỉ là khối lớp, giáo viên, môn học và phân khối chuyên môn thôi. Cái này là thông tin bổ sung thêm thôi, tôi làm trên này để bổ sung thêm cho cái mô hình giáo dục mới của chúng ta thôi nhé. Được rồi, thì đó là các cái thông tin mà có trong phần mềm mới, tôi còn nữa nhưng mà tôi chỉ nói thế thôi vì chúng ta không nhiều thời gian nhé. Rồi sẽ bước tiếp theo rất quan trọng nhất luôn là chúng ta sẽ vào cái bảng phân công chuyên môn, là chúng ta sẽ nhập phân công chuyên môn, phải nhập cái này xong đã thì mới chuyển sang là xếp được đó. Thì khi vào đây chúng ta chú ý, đây là cái mảnh rất quan trọng, chúng ta sẽ nhập riêng cho sáng riêng và chiều riêng, đây là chiều nhé, đây là sáng này đó nhé. Thì ở đây là gì, ở bên phải đây là phía trên này là hoàn là tất cả các môn học đó, tất cả các môn học nhé. Ở đây là tất cả giáo viên đó, thì chúng ta có thể hạn chế lại như sau, chúng ta bấm chuột phải vào chỗ này nhé, và chọn, ví dụ tôi chọn cho giáo viên, cho hạn chế lại, bấm vào đây và chọn môn văn thôi. Đấy, thì bấm cái thước nó hiện ra đây chỉ là cái môn văn,
và những môn mà môn văn dạy đấy, thấy rất dễ đúng không nào? Đấy, giờ tôi chọn nhé, tôi bấm bấm chuột phải vào đây này và tôi bấm nút chọn lớp này, tôi chọn là lớp 10A. Như vậy cái cô Liên là chủ nhiệm lớp 10A nhé, sẽ sinh hoạt này. Cô Liên sẽ chọn môn nào, cô Liên sẽ dạy lớp 10A và 10B, ví dụ như vậy nhé. Còn cô Bình là sẽ chọn lớp là 10C nhá. Được chưa? Cô Lan này sẽ sinh hoạt lớp là lớp 10B đấy. Và cô này sẽ dạy lớp 10C đấy. Tôi lấy ví dụ như vậy nhé. Đó. Hoặc chúng ta có làm gì có thể chọn nhóm viên, có thể chọn mà ở đây này, chọn toàn bộ ra diện trở lại này, hoặc chúng ta có thể chọn tổ hợp môn đó. Tôi chọn tổ hợp môn là môn khối A thôi thì máy nó chỉ hiện ra là khối A thôi. Đây các cái môn học của khối A thôi đấy, nó lợi như thế thôi, nó không có nghĩa gì cả đâu, có nghĩa là chúng ta lựa chọn các cái màn hình để chúng ta nhập thôi đấy. Khi chúng ta nhập sáng riêng và chiều riêng nhé, và nó có một cái lệnh nữa đây, rất nhiều lệnh khác nhau, nhưng có một lệnh này là rất quan trọng. Lệnh này nó chúng ta kiểm tra lại từng lớp một là học những môn lớp môn nào và tổng suất là bao nhiêu. Đây là cái màn hình, nó không phải quan trọng, nhưng mà nó cho biết nó cho phép cho chúng ta tính được cái tổng số tiết được phân công cho từng lớp một, và chúng ta nhiều đây chúng ta có thể biết được mình vừa làm, mình phải công nhận đã đúng hay là sai đấy. Ví dụ tổng ở đây mà chúng ta biết hôm nay là khối 10, là khối năm nay là tổng số tiết được phân công phải là 28 tiết, mà đây thành ra là 27 tiết, mẹ sai rồi này. Hoặc đây là 30 nhưng mà là sai rồi này. Đấy, chúng ta sẽ phải nhập lại. Cái nhập bảng phong chuyên môn này là phải nhập chính xác hoàn toàn. Được chưa? Rồi thế bây giờ để cho nó đỡ mất công, bây giờ tôi sẽ phải đóng lại và tôi sẽ mở một cái trường ra. Tôi mở một cái trường đã nhập đúng nhất để chúng ta kiểm tra. Đây. Bây giờ tôi sẽ mở một cái trường khác đây. Đây là một trường khác nhé. Cái trường này là trường mà đã nhập đúng vào dữ liệu và tôi xem cái phân công giảng dạy. Đây là một cái màn hình của một nhà trường đã nhập chính xác toàn bộ rồi đấy. Bây giờ tôi kiểm tra một chút nhé. Trường này nó chỉ học sáng không học chiều, trường nghỉ là trường không có gì cả. Trường tập chiến nó không có gì luôn. Buổi sáng nhé. Đây. Bây giờ tôi nhìn đây tôi sẽ nhìn vào đây, tôi vào lớp. Đấy. Mà tôi nhìn vào đây nhá. Như vậy ở lớp này là buổi sáng và nó là khối 10 là 29 tiết này, 29 nhé. Khối 11 là 29 tiết này. Khối 12 đâu, 12 cũng là 29 tiết. Như vậy là nhìn vào đây thấy là nhập chính xác hoàn toàn. Đấy nhá. Như vậy là ở đây là toàn trường sẽ là gì? Toàn trường sẽ là 29 tiết. Đấy. Xem vào đây, cộng một tiết chào cờ nữa là vừa đúng chuẩn 30 tiết. Như vậy cái trường này là trường là không hề có tiết không học luôn. Tất cả các lớp đều học kín tất cả buổi sáng, và cái tiết đầu và thứ hai là tiết chào cờ, tiết thứ hai là tiết sinh hoạt, ví dụ như vậy nhé. Như vậy đây tôi lấy ví dụ là một trường đã xếp xong, đã nhập xong dữ liệu cho có biểu, và đặc biệt là đây là dữ liệu cho có biểu gì, đây là dữ liệu mà phương chuyên môn rất quan trọng nhé. Các thầy cô chú ý là đây là cái màn hình quan trọng nhất, lệnh quan trọng nhất để chúng ta nhập phân công chuyên môn. Nhưng mà là cái nhập từng lớp một, học cái môn gì, ai dạy, và một tuần dạy bao nhiêu tiết, và sáng hay là chiều hay là cả ngày nhé. Đây là cái màn hình rất quan trọng nhé. Nhập chính xác, vì chúng ta chỉ cần nhập sai một chỗ thôi là khi mà xếp xong rồi thì mới thấy lỗi, xếp xong rồi hoặc lộn mất rồi. Cái lớp 10A này cái môn sử phải là cô Bình dạy cơ, lại chúng ta là phải công nhầm là cô Lan dạy, thế chết rồi. Như vậy là Lan không thể thay Lan là bằng sử bằng Bình ở đâu, mà chúng ta phải sửa lại rất nhiều, vì Lan với Bình nó vướng nhau ở các lớp khác nữa. Thì chúng ta phải xóa toàn bộ cái thứ biểu đi và vào xóa lại cái phân công chuyên môn lại, và xóa đổi Lan thành Bình lại, rất bất công, và xóa lại xếp lại từ đầu. Cho nên cái bảng này là cái bảng rất quan trọng, chúng ta kiểm tra chi tiết từng ly từng tí một nhé. Cái bảng này thông thường tôi thấy ở các nhà trường nên phải có hai người ngồi, một người ngồi nhập thông tin, một người thứ hai kiểm tra, cả hai cùng kiểm tra sẽ đã nhập đúng chưa. Nhập đúng rồi thì mới chuyển sang bước tiếp theo, được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo nhé. Thì tôi kiểm tra trước một chút nhé. Bây giờ tôi xóa hết này, bây giờ hiện tôi chưa xóa thứ biểu, tôi sẽ xóa toàn bộ đi. Chúng ta hình dung như này, nó có một cái lệnh rất quan trọng, lệnh xóa toàn bộ thứ biểu, như xóa cả chào cờ, xóa cả không học. Chúng ta xóa hết đi nhé. Đây. Trước khi đi vào phần sau tôi nói thêm nhé, ở trong phần mềm của chúng tôi hiện nay là có những cái khung nhìn, cái từ khung nhìn là rất quan trọng.
Ở đây là nó chứa những cái lệnh dùng để quan sát tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu. Đấy. Nó có một màn hình, đây là mình main loop là xem cùng một lúc, làm cùng một lúc là một lớp và một giáo viên sáng và chiều, được chưa? Đấy. Kia lệnh thứ hai, cái nhóm thứ hai là khung nhìn hai là khung show all, là nhìn toàn trường theo các lớp đây, lớp từ 10A nhé, từ 10A đến lớp cuối đây, đấy, theo các thứ đây. Cái là khung nhìn thứ ba rất quan trọng nữa là khung nhìn là bro teacher, là xem toàn bộ các nhà trường theo từng lớp, theo từng giáo viên một, giáo viên là một hàng ngang đó, được chưa? Đó thì cho chú ý nhé. Ở đây chúng ta có thể phóng to thu nhỏ để cho dễ nhìn hơn, đấy, dễ phóng to thu nhỏ hơn. Đấy. Thế như vậy là có thời gian có ba cái lệnh chính và ba cái khung chính là khung này, khung bro show on là cái khung là nhìn toàn trường theo lớp, khung bro teacher là nhìn toàn trường theo theo giáo viên, và khung main loop là nhìn được cùng một lúc được một cặp giáo viên và lớp. Thì cái main loop là cái lệnh quan trọng nhất vì lúc nó có nhiều lệnh nhất và là cái làm chức năng đầu tiên của phổ biến thời khóa biểu từ xưa rồi. Lệnh này lại cái nhà mình là rất quan trọng. Khi mà chúng ta đã xếp xong rồi thì chúng ta sẽ phải vào mình này để chúng ta tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu. Việc tinh chỉnh mới là việc chính nhé. Thông thường theo tôi biết đấy là các nhà trường sẽ nhập thời khóa biểu, nhập dữ liệu ban đầu rồi xếp tự động các thứ, tất cả chỉ trong khoảng một tiếng đồng hồ là xong. Phần lớn các nhà trường làm trong một tiếng đồng hồ là xong phần đầu. Xong sang cái phần tiếp theo mới là phần tinh chỉnh. Phần tinh chỉnh này sẽ mất là một vài tiếng, thậm chí mất cả một ngày trời thì mới tinh chỉnh theo ưng ý được. Thậm chí tinh chỉnh mãi không ưng ý được thì chúng ta phải để lại một vài trường hợp là xấu, chúng ta sẽ tinh chỉnh sau vậy. Đó. Thì tinh chỉnh này chúng ta phải làm việc trên cái main loop này. Đó. Là chính nhá. Đây là main loop nhá. Còn đối với phần mềm mà gọi là lớp bản mới của chúng tôi là cái phần mềm mà cái lớp mua nhà trường mà tất cả các lớp đều học hai buổi và đều chung một phương giảng dạy thì chúng ta có thêm một lệnh nữa là lệnh là main loop 2B. Đây là hai cái lệnh, hai là cái hai lệnh rất quan trọng nhé. Hai lệnh này nó mô tả trên màn hình là một cặp lớp và giáo viên và chúng ta sẽ quan sát nó để chúng ta tinh chỉnh. Cái việc tinh chỉnh này là phải đòi hỏi rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức và đòi hỏi cái thói quen, kinh nghiệm nữa. Nhưng ai mà mới nhìn vào đây sẽ hoa cả mắt và rất là khó hiểu, không hiểu cái gì luôn. Nhưng mà ai mà quen rồi thì rất thích nhé. Càng rất nhiều chức năng. Hiện nay trong main loop của chúng tôi nó khoảng hơn 50 cái chức năng con, kể cả chức năng đơn giản chỉ là dùng một phím thôi, hay là dùng click chuột thôi, hay là kéo thả chuột, có rất nhiều loại khác nhau. Thì các thầy cô phải tìm hiểu thôi. Chúng ta sẽ ai mà dùng main loop này càng thạo ấy thì người đó tỏ dùng phần mềm nó càng thạo, và người đó càng dễ dàng tinh chỉnh theo biểu, càng dễ dàng chỉnh sửa theo ý của mình. Còn những ai mà mới không quen ấy thì sẽ rất lung túng. Đấy, chúng ta chú ý nhé, cái này bắt buộc chúng ta phải luyện tập. Tôi thấy nó hơi giống như lập trình ấy, hơi mau nói giống lập trình ấy, mà chúng ta lười lập trình làm sao cho thạo được. Chúng ta phải lập trình liên tục, hàng não lập trình quen thì nó mới thành thạo, thành thói quen, chúng ta mới lập trình mới tốt được. Nếu một người học tin học mà chẳng chịu lập trình gì cả thì thật là vô nghĩa. Cũng như vậy, chúng ta mà không tinh chỉnh, không chịu khó mà tập các thao tác tinh chỉnh hàng ngày ấy thì rất là khó. Được rồi, thì bây giờ trước khi đi vào phần này chúng ta quay lại nhé. Như vậy chúng ta vừa mới xong được cái phần là nhập xong cái bộ dữ liệu trong ví dụ này nhé. Đây là trường Mỹ Đức B Hà Nội này, chúng ta đã nhập xong cái phương pháp dạy rồi và chúng ta đã biết rằng toàn trường là tất cả là 29 tiết đã được phân công, cộng một tiết chào cờ nữa là 30 tiết, là vừa xoắn luôn. Như vậy là không có tiết là không học, thấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái lệnh rất quan trọng, và lệnh là xếp trước các môn học để chuẩn bị cho cái việc là xếp tự động. Chúng ta vào lệnh chính và cái lệnh là xếp trước môn học, đây là lệnh rất quan trọng nhé. Lệnh này là lệnh là xếp những cái tiết quan trọng như là tiết không học này, tiết chào cờ này, tiết sinh hoạt này, vân vân. Đó, cái phần này là quan trọng. Chúng ta vào đây nhé. Đó. Thì đây là một cái bài một trình rất đơn giản thôi nhưng mà là rất quan trọng. Đầu tiên là chúng ta sẽ tiếp chào cờ đầu tiên. Đấy, chào cờ nhé. Chào cờ thì thông thường nó là một tiết đặc biệt, là tiết đặc biệt là toàn trường xuống sân và ngồi, mà thầy hiệu trưởng sẽ đứng lên sẽ nói chuyện với nhà trường. Thì chúng ta ví dụ chọn ở lớp mình nhé, trường mình là chọn vào tiết 2, tiết một ngày thứ hai, chúng ta bấm vào đây đó nhé, bấm nút cập thiện. Đấy, như vậy là xong. Như vậy chúng ta đã xếp được cái tiết chào cờ cho toàn trường rồi. Chúng ta kiểm tra thử chúng ta xem thử hiện đây. Đấy, đây là tiết chào cờ xong cho toàn trường này, được chưa?
Rồi sau bước tiếp theo là chúng ta sẽ lệnh thứ hai là lệnh xếp tiết sinh hoạt. Đấy. Sinh hoạt thông thường là cái môn, là cái môn đầu tiên cho danh sách, là cái tiết sinh hoạt, là cái tiết chủ nhiệm đấy. Thì thông thường tiết sinh hoạt này sẽ được xếp vào và tiết vào sau chào cờ đây, trong tiết mục cái thứ hai nhé. Thì chúng ta bấm vào đây. Đấy, chọn. Thì đây là hoặc ở đây chúng ta có thể chọn ở đây là hoặc là chọn theo từng cái khối lớp 1, khối 10, 11, 12 hoặc là bấm bỏ ra là toàn trường luôn cũng được. Đó, như vậy tiết sinh hoạt nhé, toàn trường nhé, bấm vào đây. Đấy, như vậy là xong. Như vậy là đã xếp xong cái tiết gọi là tiết tiếp xong cái tiết gọi là tiết chào cờ đi, sinh hoạt nhé. Tính vào đây là xong nhé. Ngoài ra nếu mà như mà trường chúng ta ở đây mà có một cái lớp ở đó mà có phân công chuyên môn mà nhỏ hơn 30 thì chúng ta phải xếp tiết không học nữa. Đấy, thì có lệnh này này. Mở là chỗ đây này. Không học ở đây này. Đó. Thì không học ở đây chúng ta có thể xếp cho từng khối lớp một nhé. Nhưng mà ở đây chúng ta không có. Ở đây ở trường này chúng ta không có. Được rồi. Ngoài ra một cái lệnh nữa cũng phải dùng là xếp tiết giáo viên chủ nhiệm là cái gì? Đây là cái tiết như sau. Là cái tiết mà sẽ xếp một cái tiết cùng với giáo viên chủ nhiệm. Ví dụ giáo viên chủ nhiệm là ngày là thứ hai là có sinh hoạt nhé, thì cái tiết này nó sẽ xếp cái môn khác ở cạnh cái môn sinh hoạt này. Ý của tiết này là cái gì, ý của lệnh này là cái gì? Để chúng ta bấm đây là xếp mà một tiết cần thiết là một tiết sẽ xếp vào thứ hai nhé. Đó, ý là gì? Ý là bên cạnh cái sinh hoạt này thì chúng ta xếp một tiết nữa của chính cái giáo viên đó là môn học khác, khác cái môn sinh hoạt. Ý là giáo viên chủ nhiệm mà đến lớp sinh hoạt ngày thứ hai thì không về ngay mà dạy thêm một tiết nữa cho đỡ bất đỡ bất công, mà đỡ bất công là đến là bất công đến nhà trường lại phải là phải về về không. Đấy, chúng ta bấm nút đồng ý thì nó xếp tất cả cạnh sinh hoạt này một tiết nữa nhé. Bấm vào đây, xong chúng ta kiểm tra này. Thì đây là cái tiết gọi là cái tiết này, đây là cái tiết là cái giáo viên sinh hoạt chính là giáo viên toán, giáo viên hóa chính là giáo viên chủ nhiệm đây, giáo viên hóa toán đây này, nó tự động xếp nhé. Thì như vậy là cái giáo viên chủ nhiệm đến lớp 12/7 này dựa chào cờ xong dự sinh hoạt xong dạy thêm một tiết nữa xong đi về đỡ bất công đúng không nào? Chứ nếu mà sinh hoạt xong mà về ngay thì nó không hay lắm đấy. Đó, thì đây là cái gọi là xếp trước. Thậm chí nhé, tôi nói thêm một chút thôi là thậm chí chúng ta có thể xếp tay cho một vài người, cái người giáo viên người họ dạy và xếp thạo ấy. Thì ngoài cái việc mà xếp vừa nói là xếp tự động cho toàn trường sinh hoạt này chào cờ, thì người đó cái người ra người mà xếp chúng ta có thể vào đây mà chúng ta xếp tay cho một vài người. Tôi lấy ví dụ nhé, ví dụ thôi, lấy ví dụ nhé, tôi vào cái lớp lấy ví dụ nhé, lớp 12 nhé, tôi lấy ví dụ nào, ví dụ tôi là cái môn lý nhé, đây là môn lý này, đây là bài xếp tay đây, môn lý là cái ông Bạch Trung Dũng đó nhé. Đây bây giờ ông Dũng kia ở lớp 12, ông Dũng ông là rất thân với tôi, ông đề nghị cho tôi là dạy cho sếp ông Dũng này vào ngày thứ bảy. Tôi bấm kích tôi mà chọn luôn đã chọn đấy thứ bảy nhé. Thế như vậy là rất hay đấy. Và sang lớp mà ví dụ ông Dũng này nhé, ông Dũng này này, đây là Dũng này mà Dũng này nhé, ông Dũng ở đây là dạy gì, ông Dũng đây dạy vật lý này, dạy vật lý là mấy lớp đây cơ? Bây giờ ông dạy vật lý lớp 10A7 nhé, đây là lớp 10A7 nhé, đây tôi A7 nhé, bấm kết thúc. Như vậy là sẽ xếp thêm ở bên cạnh đây là A7 nữa nhé. Đây này, bấm kết thúc, chọn lớp khác nữa này. Đấy, như vậy là tôi xếp chất cho ông Dũng này là tiết 1 ngày thứ 7 là dạy lớp 10A2, tiết 2 dạy 10A7. Đấy. Như vậy là trong mình này là tôi có thể xếp tay thì xếp cho một vài người mà tôi quen. Đấy, thì xếp xong tôi sẽ cố định lại và cứng tôi không thay đổi nữa. Được chưa? Rồi như vậy là xong cái bước là chuẩn bị xếp. Sang đến bước tiếp theo là chúng ta sẽ vào một lệnh thôi, là cái lệnh chính, lệnh là xếp 100%. Lệnh này là chúng ta xếp riêng cho sáng riêng và chiều riêng nhé. Đó, chúng ta làm như vậy. Lệnh này chúng ta có thể chọn sáng hoặc chiều này và xếp riêng sáng riêng và chiều riêng. Thế này như sau này chúng ta có các cái lựa chọn sau đây này. Một là kiểm tra và khóa tiết sinh hoạt. Đó. Vì sinh hoạt là cái tiết là thông thường là cố định của chủ nhiệm không thể thay đổi được nữa, cho nên là phải khóa lại. Thì khi mà khóa lại thì chúng ta xếp tự động thì nó không ảnh hưởng đến môn sinh hoạt nữa. Còn một ý nữa ở đây nhé, một lựa chọn nữa là giữ nguyên trạng thái theo các biểu hiện thời. Tức là tất cả những ai đã xếp trước tại thời điểm này cũng được khóa lại và giữ nguyên. Đấy, đây là một điểm ý rất hay nhé. Là cái người xếp theo kho biểu ấy, có anh ta rất có lợi thế là anh ta sẽ xếp cho mình trước. Đấy, ví dụ xếp cho mình trước với cái thay đổi của mình xếp là hay rồi, anh ta cố định lại cái người của mình chính là mình luôn và xếp cho người khác. Chính vậy trong nhà trường cái người mà xếp theo kho biểu
là người rất có cái người rất có cái gọi là cái, là quyền lực ấy. Anh ta có quyền lực, anh ta sẽ xếp cho thầy biểu cho mình là đẹp nhất lớp luôn, nhất trường luôn. Còn người khác thì mà kệ, người khác thì tha hồ cho xấu xí chẳng sao, nhưng anh của anh ta là phải đẹp. Thì đây chính là chức năng là anh ta sẽ xếp cho anh ta trước nhé. Và ở chỗ này là chỗ khóa, định khóa lại rồi. Bây giờ khi mà vào đây chúng ta sẽ bấm nút bắt đầu để chạy, máy sẽ xếp tự động 100% đến cuối và cho bấm nút kết thúc là xong. Nhưng mà thật đó, thêm một cái thực các cô chú ý ở đây, nó có một cái ý đây là đây nó có một cái mô tả đây các cái bước để thực hiện rất quan trọng nhé, và để chúng ta quan sát cái này để chúng ta hình dung nhé. Như vậy là cái quá trình xếp 100% này, nó có nghĩa nó có các bước sau đây này. Bước thứ nhất là kiểm tra điều kiện thực hiện, thì ở chỗ này là phần mềm sẽ kiểm tra xem là cái dữ liệu hiện thời có đủ điều kiện để xếp 100% hay không. Nếu không thì máy sẽ báo lỗi và văng ra. Đấy, thì chúng ta phải nhớ, ví dụ chúng ta có một ở một lớp mà số tiết chúng ta phân công dạy là 31 tiết thì không thể nào xếp 100% được, không thể được. Thì chúng ta chú ý nhé, là rất rất nhiều cái các ràng buộc khác nhau như vậy, rất là khó luôn nhé. Rồi khi mà xong bước một rồi thì máy sẽ sang bước 2 là xếp đại trà. Thì cái bước 2 là gì? Bước 2 là cái bước là phần mềm sẽ tự động xếp cho toàn trường và sẽ xếp được khoảng từ 75 đến 95%, thậm chí có trường xếp được 99%. Thì ở cái bước đại trà này là gì? Là xếp mà theo cái biểu tự động nhưng mà là vẫn thỏa mãn toàn bộ cả yêu cầu của môn học và yêu cầu của giáo viên. Đấy. Chứ nếu mà chúng ta mà nhập ít điều kiện của giáo viên ấy thì bước 2 này là được rất nhiều. Bước 2 mà xong rồi thì thôi, tốt quá. Bước 2 mà không được thì chúng ta sẽ sang bước 3, hoặc là bước hoàn thiện. Bước 3 là như sao? Bước 3 là bước là phần mềm sẽ loại ra, sẽ không tính đến cái yêu cầu giáo viên nữa, cho phép là phá vỡ mọi mọi cái yêu cầu của giáo viên và chỉ giữ lại yêu cầu của môn học thôi. Cho nên là bước 3 này là bước là gì? Là phần mềm sẽ giữ lại như yêu cầu của môn học đặt quan trọng hơn yêu cầu của giáo viên. Là bước 3. Bước 3 mà xong rồi thì thôi, thì tốt quá. Chưa xong thì sang bước thứ 4 là kết thúc xếp. Bước thứ tư là như sau, là máy sẽ phá vỡ toàn bộ yêu cầu của giáo viên và môn học và xếp bằng được thì thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đặt nhiều cái điều kiện quá đấy, đặt nhiều điều kiện quá thì máy sẽ sang cái bước 4 này là còn rất nhiều tiết chưa xếp, thì lúc giờ máy sẽ phải phá vỡ tất cả các yêu cầu của môn học nữa. Cho nên có thấy là nhiều thời khóa biểu chúng ta xếp là rất xấu, là vì xấu cả thời khóa biểu của lớp nữa. Xấu là như là lý sinh sinh tin tin liền nhau như thế này, là do là chính là vì chúng ta đã hoặc là chúng ta không đặt yêu cầu của môn học, hoặc chúng ta đặt quá nhiều cái ràng buộc khác của giáo viên khác, mà để nỗi là hết bước 3 này hay còn rất nhiều tiết là chưa xong thì máy sẽ sang bước 4 là máy sẽ phá vỡ tất cả các ràng buộc khác. Đấy, cho nên tôi nói là khi mà chúng ta nhập cái yêu cầu nhập ít thôi thì nó còn giữ được, chứ nhập nhiều là rất là khó. Rồi chúng ta làm thử nhé. Bước nó bắt đầu này thì máy sẽ xếp tự động cho toàn trường. Khi xếp xong thì máy sẽ hiển thị cái nút là kết thúc ở đây và chúng ta sẽ xong rồi đấy. Đây là lên 100% này đấy, và chúng ta bấm kết thúc nhé, và bấm nút là bốn công việc không có đồng ý nhé. Đấy, như vậy tức là chúng ta đã xếp xong một thời khóa biểu, và về lý thuyết là chúng ta sẽ xem lại, chúng ta có thể in ra được đấy, chúng ta sẽ in ra thời biểu cho toàn trường. Như vậy ta đồng một thời khóa biểu là xếp 100% nhé. Và thời biểu này bảo đảm là sẽ không bao giờ trùng giờ trùng tiết nhé, chính xác. Chỉ có xấu thì có, tất nhiên là khi chúng ta xếp thời biểu xong thì rất nhiều giáo viên sẽ kêu. Và chúng ta chú ý nhé, bao các thầy cô chú ý nhé, tất cả những cái thầy cô nào mà thời biểu tốt ấy, họ không bao giờ khen, họ im lặng. Những cái ông kêu là cái ông xấu thôi, và chúng ta cứ xem là nếu mà một cái số kêu mà ít ít thôi thì là tốt quá thì nữa. Cực tất nhiên ông bà nào mà làm mồm to thì không nói gì. Còn nói chung là ít khi mà là toàn trường cùng kêu lắm, không bao giờ, bao giờ phải là giảm một nửa hoặc là già nửa số giáo viên là cảm thấy tốt, bình thường, chấp nhận được. Còn chỉ một số nhỏ giáo viên thấy xấu thì họ sẽ kêu. Đấy, thì kêu là chuyện bình thường nhé, cái bài toán thiết khóa biểu này không bao giờ là tốt cho tất cả đâu. Bao giờ phải có một số lượng nào đó nhưng giáo viên là bị xấu thời khóa biểu. Và nhưng mà lý thuyết là tới đây là chúng ta đã xếp xong rồi, và chúng ta về bằng lý thuyết chúng ta có thể in ra được. Đây là cái lệnh rất quan trọng nhé. Cái quan trọng là giúp chúng ta gì? Giúp chúng ta là ví dụ ngày mai chúng ta cần có thời khóa biểu rồi, chúng ta cứ xếp 100% đã, in ra đã. Còn kêu thì tính sau, ví dụ như vậy. Đó. Thì tới đây chúng ta có thể in ra rồi, và chúng ta sẽ xuất ra Excel là cái lệnh hay dùng nhất nhé.
Thì trong Excel này nó có rất nhiều những cái lựa chọn khác nhau, nhưng thông thường nó sẽ in ra rất nhiều các cái form khác nhau, rất nhiều những cái bảng biểu khác nhau. Tôi thử nhé. Chúng ta in ra và chúng ta sẽ nhìn vào cái Excel đó, nó có rất nhiều các cái sheet nhé. Và chúng ta sẽ đây chính là cái bảng Excel này, nó có nhiều lắm. Khung 1 là khung 2 là thử có biểu buổi sáng cho toàn trường này, thử có biểu đây thử biểu cả sáng cả chiều cho các lớp này, thử có biểu lớp 2B này. Đấy, từ sáng đến chiều luôn nhé. Mẫu các mẫu khác nhau nhiều lắm, có rất nhiều luôn đấy. Hiện nay trong chương trình là đã đưa vào khoảng hơn 30 cái mẫu biểu khác nhau đấy. Thậm chí có nhiều giáo viên họ yêu cầu là theo cổ của bộ rồi năm nay có thêm nhiều mẫu khác thì cứ đề nghị tôi sửa ngay, cái này đơn giản thôi mà. Tất cả các mẫu này đều tính từ cái để có thể in ra, để có thể biểu diễn ra từ cái dữ liệu gốc của thầy có biểu thôi là in ra được. Không giảng dạy mẫu 1, không giảng dạy mẫu 2 đây, rất nhiều luôn nhé. Đấy. Đấy, nhưng mà chúng ta chú ý như vậy là cái lệnh mà đẩy ra dữ liệu ra thì chúng ta dùng Excel là hợp lý nhất nhé, có rất nhiều rồi. Rồi bây giờ tôi đóng lại. Và bây giờ chúng ta sang cái bước rất quan trọng là cái bước là tinh chỉnh. Đấy, tôi nói rồi là khi xếp xong rồi thì thầy đạo người ta kêu và chúng ta sẽ phải hoàn chỉnh, thì cách lệnh hay dùng nhất là cái lệnh là min loop này. Và đây chúng ta sẽ quan sát được tại một thời điểm là một lớp và một giáo viên đó, và có thể xem đây là sáng hoặc chiều nhé, sáng hoặc chiều, đây là sáng, đây là chiều thì không có gì nữa. Đấy, đây là sáng nhé. Đó rồi thì các thầy cô chú ý nhé, đây chính là đây có rất nhiều lệnh này, riêng có rất lệnh này, lệnh nhé, rất nhiều. Chúng ta bấm chuột phải này, rất nhiều lệnh, thấy không nào, cái nút chuột này rất nhiều lệnh luôn. Đây là cái màn hình mà có nhiều chức năng nhất và làm một cái lệnh rất là cơ bản, và là lệnh cơ bản nhất của phần mềm thì có biểu. Nếu có thầy cô nào mà ai mà thấy thạo cái chức năng này rồi thì họ chứng tỏ cái đó rất là tốt, nhưng còn ai mà chưa dùng cái này bây giờ học dùng rất ít ý, thì chứng tỏ chúng ta còn phải học rất là nhiều nữa để chúng ta quan sát nhé. Rồi bây giờ đầu tiên cái này là giúp chúng ta quan sát thôi, xem là đã hợp lý hay chưa thôi nhé. Đây này, khi chúng ta bấm vào nút ở đây trên thẻ có biểu nhé, đây là nút, đây bộ tôi gọi là nút hữu hiện thời, nút đang làm việc. Thì cái nút này này thì ở trên này là lớp đúng không, thì ở dưới này chính là cái môn, chính là cái lớp đó này, đây giáo viên. Như vậy đây nhiều đây là thì giáo viên này chính là giáo viên đang dạy tại cái ô này đó, thấy rõ là môn toán nhé. Đây giáo viên là Đức này, môn ngữ văn này, giáo viên này. Mà chúng ta quan sát cả trên cả dưới nhé. Đấy, để chúng ta quan sát. Đấy, chúng ta có thể chuyển sang lớp khác này. Đấy, chuyển lớp khác, ở dưới này là chuyển giáo viên khác, nhưng mà xem đồng thời là một lớp và một giáo viên. Đấy, và xem nó thấy một chuyện nào vô lý chúng ta sẽ tinh chỉnh thôi nhé. Bây giờ làm thử nhé. Ví dụ đến cô Duyên này, cô Duyên cô alo cho tôi bảo là ôi chỗ này thầy xem cho em xem là xấu xí thế này, lại ở chỗ này là buổi cái ngày thứ ba của cô này là buổi sáng dạy tiết 1, xong đó nghỉ mà dạy tiết 3, sau đó lại nghỉ dạy tiết 5, nhưng mà chỗ này là hơi xấu quá đúng không ạ? Thì cô giáo đề nghị là tốt lên cho em, bây giờ cứ muốn chuyển tiết 5 này sang vào chỗ này, chuyển tiết 5 đang đây là ngoại ngữ nhá, ra đâu chuyển sang cái vị trí này, đây là môn toán rất là khó, bây giờ muốn chuyển vào đây là phải phá vỡ cái môn toán này là rất là khó này, thấy không nào? Bây giờ hay chuyển ngược lại, chuyển từ cái tiết này vào đây được không, như là ngoại ngữ ở đây, chuyển sang đây, đây là cái môn là môn gì, giáo dục quốc phòng đây đấy, vì mà lý thuyết là có thể chuyển được như vậy nhé. Đấy, như vậy chúng ta ở đây là, như vậy chúng ta quan sát cùng một lúc là một lớp và một giáo viên, thế chỗ nào mà xấu chúng ta sẽ tinh chỉnh được. Rồi thế về tinh chỉnh thì như sau nhé, thật ra cái lệnh trong cái việc xem này chúng ta làm gì chúng ta quen thôi, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái lệnh tinh chỉnh. Mà cái lệnh tinh chỉnh hay dùng nhất là dùng chuột kéo thả để kéo một tiết từ vị trí này sang vị trí khác, rất quan trọng nhé. Rồi bây giờ chúng ta thua xem chỗ này nhé. Thì khi kéo như vậy chúng ta chú ý hai điều rất quan trọng cho đây này. Khi mà chúng ta kéo thả, tức là dịch chuyển một tiết cho một giáo viên hay một lớp nhé, cho một giáo viên đi, thì chúng ta làm, đây tôi đang muốn kéo thả cho cô Duyên nhé, thì chúng ta làm tốt cho một cô Duyên đấy. Nhưng mà về lý thuyết là nó gọi là luật bảo toàn, tôi gọi là luật bảo toàn thì có biểu, tức là cô Duyên mà thử có biểu bảo tốt lên thì có anh ba, phải có anh A, anh B, anh C là bị xấu đi đó. Bao giờ cũng vậy, không bao giờ là một cô Duyên tốt lên mà người khác không sao cả, bao giờ cũng có người xấu đi. À, chúng ta phải cân nhắc xem là cái người khác xấu đi đó nó có được không, hợp lý không đó. Chúng ta thử nhé.
thì rất hay là trên màn hình luôn nhìn rõ một cô tốt lên và nhiều nhiều cô nhiều anh chị là xấu đi, và chúng ta quan sát và chúng ta thấy chấp nhận được chúng ta mới bấm nút để đồng ý, còn không chúng ta hủy lệnh đi, quan trọng nhé. Rồi tiếp theo là về về mặt kéo thả nhé, thì ở đây có một cái nút rất quan trọng là phương pháp kéo thả. Thì mỗi lệnh kéo thả như vậy là một thuật toán thôi, chúng ta bấm vào đây, bấm vào đây và chúng ta sẽ biết như vậy. Hiện nay trong phần mềm nó có là 1 2 3 4 5 6 7 thuật toán chỉ mô tả một lệnh kéo thả thôi. Thì có rất nhiều thuật khác nhau nhé, rất nhiều cái này rất là khi nào dùng cái nào nó là tùy từ tùy cái tùy kinh nghiệm và tùy từ trường hợp cụ thể, không nói nó trước cái nào tốt cái nào xấu đâu. Nhưng mà theo theo chúng tôi thì hai cái sao có hai cái chữ nhìn tối ưu này đấy, hai cái này là hay dùng nhất thôi. Cái chữ tối ưu đây là có nghĩa là gì, có nghĩa là như sau nhé, có nghĩa là như này này, nó không phải tối ưu theo đúng nghĩa của các thầy cô nghĩ đâu, nó như sau này. Chúng tôi viết một cái hàm, cái hàm đó để kiểm tra xem, chúng ta đưa ra một cái hàm để mà tính cái độ tốt xấu của một giáo viên. Cái hàm nó mang tính là định lượng rất là cao, nó không phải là tuyệt đối đâu. Nhưng cái tôi nhìn tối ưu là cái gì, tôi nhìn tối ưu là như sau này, là chúng tôi làm tốt lên trong cô Duyên, cho Duyên này, nhưng mà tất cả những giáo viên khác bị ảnh hưởng ấy, thì cái hàm thầy có biểu xấu đó không bị xấu đi. Đấy, đây là một cái hàm của toán học đấy nhé. Cái hàm đó nó không mô tả chính xác cái tính tối ưu, tính tốt đẹp của một cái thầy có biểu, nhưng mà nó mang tính tương đối, cũng tạm tạm được. Như vậy chúng ta nên dùng ưu tiên thứ nhất là dùng cái này nhé, ưu tiên thứ hai là dùng cái này theo tôi nhé, ưu tiên thứ ba là dùng cái này theo tôi. Ba cái hay nhất là cái này là một này, cái này là hai và cái này là ba. Cái hay cái chữ cái này là một này và cái này là hai, cái này hay gần nó là gì, hay của hai cái này là gì, là khi chúng ta làm tốt lên cho cô Dô Duyên này, ảnh hưởng đến ông A, ông B, ông C, ông D, ông E, thì chỉ bình ông E là thực sự là xấu đi thôi, còn ông A, ông B, ông C, ông D, ông D thì nó không xấu đi, nó giữ nguyên. Đấy, cái hay của cái thuật toán là vụ vị trí cố định này là như vậy, đó là FPR này, là khi một người được tốt lên ảnh hưởng đến N người khác thì chỉ người thứ N là thực sự là xấu đi thôi, còn người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, người thứ N trừ một thì không xấu đi. Đấy, cái hay của cái này là rất hay luôn nhé, cái thuật toán này là rất hay luôn nhé. Đấy, bây tôi thử nhé, bây tôi chọn cái này này. Rồi đây nhé, tôi bấm giữ chuột thì rất hay là phần mềm đã hiện rõ, phần mềm đã tự động hiện lên các ô xanh là cái ô mà phần mềm nghĩ rằng là nên chuyển về đó. Rồi chúng ta chuyển về đây, chúng ta kéo thẳng đây này, và chúng ta thả tay ra. Đấy, thì theo nào, nhưng mà các bạn thấy nhá, ở đây là như sau này, ở đây là chúng ta nhìn rõ nhé, ở trên này này, tôi kiểm tra là trên này là cái gì, để một chút. À đây này nhá, ở trên đây là lớp này, lớp này là giáo viên này, ở bên trái là thầy có biểu hiện thời, ở bên phải là thầy có biểu sau khi thực hiện lệnh, được nhá. Như vậy là chúng ta cứ xem theo từng lớp một nhé, đây là học theo từng giáo viên, mà bấm giáo viên này đó, giáo viên nhá, đây này nhá. Như vậy nhá, chúng ta chú ý nhá, đây là tôi đang mấy am, đây là lớp 12 nhá. Đây nhá, này đây là Hoàng Thị Thu này, đúng không nào, Thu nhé, đây là Thu nhé, đây là Thu đợt trước và sau đây. Như vậy Thu trước và sau nó không ảnh hưởng gì cả nhé, tôi chọn người thứ hai này, cái này là Thu, là Thu nhưng trước sau không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà với giáo viên Thu này là không bình thường. Giáo viên Hải này, Hải đây này, đây là Duyên nhé, Duyên tốt lên này, Duyên là tới về đây này, đây là trước và sau Duyên tốt lên, còn ông Hải bị xấu đi này, Hải này, đây này, Hải đang ở vị trí trước đây và sau đây này, Hải là trước trước khi mà chúng ta thực hiện lệnh chuyển thì Hải ngày thứ ba chỉ có hai tiết là tiết 4, tiết 5 thôi, nhưng mà sau cú chuyển này thì Hải sẽ bị chuyển thành là tiết 1 và tiết 5. Như vậy cái lệnh này này, nó cái cô Thu này, cô Duyên nhé, ảnh hưởng đến cô Thu và giáo viên Hải thì cô Thu không ảnh hưởng gì cả. Nhưng người cuối cùng là người Hải lại bị lỗi rất nặng. Người Hải này. Đấy, các thầy cô thiếu này, Hải nhé. Đấy, thì ở đây chúng ta tùy chúng ta, hoặc là chúng ta hủy hoặc chúng ta đồng ý thôi. Nếu cô Duyên là người nhiều tuổi, người có bệnh chẳng hạn, cần cứu giúp. Còn cậu Hải là một người trẻ chẳng hạn, thì chúng ta đồng ý thôi, cho phép con cho ông Hải đến trường, ông chơi tí, ông chơi vẫn cuối giờ ông dậy chẳng sao cả, thì bấm nút kết thúc đồng ý.
Đấy, như vậy là cô này đã được cô Duyên đã chuyển xuống đây là tốt rồi, còn cái ông Hải kia tôi sửa sau, được chưa ạ? Nhưng mà đây là ví dụ thôi, nó có rất nhiều tình huống khác nhau và các tình huống này là do con người quyết định hết nhé, chứ không phải là máy tính nhé. Đấy, bây giờ tôi thử tôi là cứu nốt cho cô Duyên này nhé. Đây, cô Duyên có cơ hội như này này, rất xấu đúng không nào? Ở chỗ này nhé, chỗ này là đây là môn gì, đây là môn ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 1 nhé, rất là xấu luôn nhé. Bây giờ làm sao mà chuyển đến bây giờ, rất là khó. Chỗ này là kín rồi nhé, bên này cũng bên đây là ngoại ngữ rồi này, chịu chết này nhé. Bên này là kín hết rồi nhé, cái ngày này là kín rồi nhé. Đấy, 11 A3 bên này là ngoại ngữ rồi này, đó lớp là dứt ngoại ngữ mà. Cái chỗ này, cái bên này là vướng, đây là hai môn ngữ văn rất là khó, rất là khó sửa nhé. Đấy, ngữ văn này thì không 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 thì không thể xóa được đâu, không thể tách được hai môn ngữ văn này ra. Chúng với cô này là chịu, cô này là hai cái tiết này là chịu này. Đấy, rất là khó sửa đấy nhé. Đấy, đành chịu vậy thôi, trừ khi chúng ta mà là phá vỡ cái gì đó đi thì chúng ta làm sau nhé. 12 A6 đây, 12 A6 chúng ta có thể để đến đây được không? Chỗ này là cái thiết công nghệ đây này, chúng ta thử nhé. Đây, chúng ta cứu cho ông cô này, kéo sang đây này, đấy vẫn được nhé, nhưng mà sẽ bị ảnh hưởng đấy, sẽ bị ảnh hưởng là ai nhé. À, đây là cô, vẫn là cô Duyên nhé. Thế nhá, cô này trước và sau không ảnh hưởng như này, cô này không ảnh hưởng này, giáo viên Duyên này. Đấy, giáo viên Duyên là tốt này, tốt lên. Giáo viên Giang này, đấy Giang là bị Giang không sao cả, sao ai xấu đi nhỉ? Giáo viên Thúy, giáo viên Thúy cũng không xấu đi, xem là ai nhé, ai còn có nhiều này cơ mà, ui rồi, giáo viên này cũng không sao sao, giáo viên này không sao, giáo viên này không sao, giáo viên này, đấy, giáo viên này không sao. Chúng ta kiểm tra một chút xem giáo viên nào bị ảnh hưởng nhé. Kiểu giọng lớn này, Thùy này, thì đây là trước và sau này nhé, giống nhau này, có ảnh hưởng này, giáo viên này này, trước và sau giống nhau này, giáo viên Duyên, à Duyên trước là giáo viên này đúng không? Là tốt lên này, giáo viên Giang trước và sau giống nhau này, kiểm tra một chút nhé. Bên này vẫn thế, giáo viên Tấm này. Đây là Tấm này, Tấm bây giờ nhé. Tấm là trước khi mà giáo viên là ngày thứ ba có 4 tiết, đúng không? Ngày thứ tư là không có tiết 5. Nhưng mà sau khi sẽ chuyển tiết này từ đây sang đây, như vậy ngày này là xấu đi. Như vậy giáo viên Tấm là bị xấu đi. Đấy. Như vậy giáo viên Duyên là chuyển từ đây sang đây là tốt lên. Còn giáo viên Tấm là bị xấu đi. Đấy, chúng ta như vậy bao giờ có một người bị xấu đi. Ít ra là một người, có thể có nhiều người, ít ra là một người bị xấu đi. Đấy, chúng ta có thể lựa chọn, đồng ý thì bấm nút kết thúc, còn không thì bấm nút hủy bỏ, tùy chúng ta nhé, kết thúc. Đấy, như vậy là giáo viên Duyên là tốt rồi, và cứ như vậy chúng ta sẽ kiểm soát từng từng người một, từng từng trường hợp một, chúng ta kiểm soát xem lại từng giáo viên một, giáo viên nào thật xấu chúng ta chỉnh tiếp. Đấy, vì chỉnh này nó mất công lắm, thầy cô rất là mất công nhé, phải chịu khó mà phải làm rất tỉ mỉ, không đơn giản đâu, chúng ta phải quan sát rất là nhiều. Phải tư duy ngay trên cái ngay trên cái này. Ví dụ như tôi xem giáo viên này, giáo viên Oanh này. Giáo viên Oanh là có tiết này là bị hớ ra này. Trong đó ở giáo viên Oanh là môn gì đây? Là môn ngoại ngữ đúng không? Đấy, ngoại ngữ thì có thể chuyển sang ở bên này. Hoặc chuyển sang bên này thì chọn lựa chọn. Bây giờ muốn sang bên này nhé. Cái chỗ này là môn địa lý này, đấy, địa lý giáo viên Oanh nhé. Địa lý xong bấm kiểm tra xem địa lý nó như nào, địa lý đây à, có thể chuyển vào đây được, thoải mái được ở nhà mình. Quay lại là môn địa lý, môn ngoại ngữ đây, chúng ta sẽ kéo thả sang đây. Đấy, xong luôn, rất nhanh, có hai người thôi. Như vậy giáo viên anh đang về đây rồi, và giáo viên địa lý sang bên này, đây cũng thế, hơi xấu một tí thôi, không phải là xấu quá. Chúng ta quan sát và chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái thuật toán một ở đây nhé. Đó, chúng ta quan sát. Đây có rất nhiều loại khác nhau nhé, chúng ta sẽ kiểm soát rất, nó có nhiều thứ hay ho lắm mà không bị lệnh xóa này. Đây lệnh xóa một là chúng ta xóa một tiết này, xóa tất cả các lớp đó. Việc bấm bây giờ ở đây nhé, ở chỗ này xóa tất cả, đây là xóa xóa toàn bộ cái môn toán này đi. Đấy, còn ở dưới này nhé, bấm ở đây chuột phải này, là đây là xóa này, còn xóa tất cả, đây là xóa tất cả các lớp 10 A 13 này đi. Đấy,
Còn kích đúc chuột thì có là đây là lệnh là xếp một môn vào một lớp vào cái ô này. Còn kích đúc vào đây là xếp một môn vào đây. Để tôi xóa môn toán nhé, bấm một đi xóa này, xóa này. Đấy, và tôi chọn môn lại môn toán nhé. Trở lại môn toán này. Đấy. Thì như vậy thì đây là cái giáo viên cửa giáo viên dạy môn toán của lớp này. Chúng ta kích đúc vào đây và chọn môn đã chọn. Đó, xếp môn toán vào đây. Hoàn toàn có thể xếp tay nhé. Đây là cái mình chúng ta xếp tay thoải mái và chúng ta có rất nhiều loại khác nhau nhé. Đấy. Nhiều lắm vì tôi không nhớ hết tất cả. Thời cũng không vì nó lâu quá rồi. Có thể xem được rất cũng dễ hiểu rồi không gì. Chúng ta có thể khóa này. Khóa một lớp, khóa một tiết, chúng ta muốn khóa cái hai cái khóa là không mất đi, chúng ta bấm chuột phải và chọn chúng ta là khóa. Đã khóa rồi được thì khóa rồi thì sao? Khóa rồi thì là cái mũi khóa nó bị màu vàng cái này. Tiết đã khóa rồi thì không thể xóa được, không di chuyển được nữa. Đấy. Cứng lại như vậy tôi muốn cho ai tôi muốn tốt lên, tôi muốn hết cho mọi người là tốt rồi tôi sẽ khóa lại, khóa lại toàn bộ cục cho một lớp hoặc là một giáo viên. Ví dụ như vậy đây là giáo viên này là giáo viên cử nhận đã tốt rồi nhé. Tôi bấm nút là tôi chọn cái nút là khóa thời khóa biểu, như vậy nó sẽ khóa toàn bộ cái ông cử này lại và ông duyên này là sẽ không có quậy được, không thay đổi được nữa. Như vậy yên tâm, sau này chúng ta sẽ tinh chỉnh chỗ khác thì không ảnh hưởng đến cái ông cử này. Đấy, hay là nói như thế nhé. Có rất nhiều lệnh nhé, có rất nhiều lệnh khác nhau ở trong cái lệnh min loop này. Thì min loop là một trong những lệnh mà hay nhất nhé, hay nhất mà quan trọng nhất của phần mềm STKB là cái chức năng mà chúng tôi đã thiết lập nó suốt từ có đến 30 năm nay rồi và nó vẫn giữ vững. Nó là một công cụ giúp chúng ta có cái tư duy là chúng ta chuyển từ cái tư duy xếp tay bằng tay trên giấy tờ đấy, bằng bút đấy, sang tư duy cũng là xếp tay nhưng bằng máy. Cái hay của cái này là gì, là bằng máy này là chúng ta yên tâm là khi mà chúng ta xếp mà một tiết thì máy nó sẽ thông báo trước cho chúng ta biết, thông báo trước là cái tiết này đã có người khác dạy rồi, tiết này là giáo viên đã bận rồi, giáo viên đã họp rồi, chứ bảo đảm rằng là không bao giờ chúng ta xếp, không bao giờ bị trùng giờ trùng tiết. Đấy, cái hay của phần mềm là chỗ đó. Còn chúng ta xếp tay, chúng ta luôn phải so sánh, luôn phải kiểm tra, luôn phải so sánh để biết rằng là xếp đã chính xác chưa. Còn đã xếp bằng máy tính thì bao giờ cũng đúng, không bao giờ sai. Đó. Đấy, chúng tôi mới trình bày hòm xong tất cả cái thật ra muốn nói nhiều hơn nữa nhưng vì chúng ta không thời gian nhé. Đấy, chúng ta có thể quan sát những cái lệnh ở đây nhé. Đây là xóa toàn bộ một lớp này. Đấy, xóa toàn bộ một lớp nhé. Đấy. Cái môn toán này không xóa được vì tôi đã khóa rồi nhé. Còn cái lệnh này là xóa toàn bộ một giáo viên lệnh này nhé, tôi xóa này. Xóa toàn bộ cho để ở đây thì xóa toàn bộ một giáo viên đi. Đấy, không phải xóa, xin lỗi, khóa không. Xóa đây. Đây xóa thứ của giáo viên đây, xóa hết đi nhé. Đấy. Chúng ta có thể xếp lại được nó, xếp từng tiết một nhé. Xóa để xếp lại nhé. Ở đây thêm một tiết nữa nhé. Ở đây chúng ta có thể điều chỉnh cái tiết không học. Ví dụ tôi bấm cái đúc vào đây này và chọn cái lệnh là pick. Pick tức là cái lệnh là có thể đặt không học. Pick lần thứ hai là hủy không học. Đó. Nhưng mà không học là chúng ta có thể đặt ở trong cái lệnh kia, trong cái lệnh là lệnh chính mà xếp trước ấy, hoặc có thể ở vào đây chúng ta xếp từng vị trí một. Đấy. Có thể lớp 10A thì đặt không học và đặt tiết không học vào thứ năm ngày thứ ba, lớp 10B đặt không học vào lớp thứ năm ngày thứ tư, tùy chúng ta lựa chọn nhé. Chọn như lại cái đúp này, chọn cái này nhé, là pick, là đặt hoặc hủy không học. Ngoài ra một cái chức năng nữa rất mạnh là một số các trường ở vùng sâu vùng xa, cái tiết chào cờ ấy, toàn trường cái tiết chào cờ là tiết mà toàn trường chào cờ mà, nhưng ở một số địa điểm ấy mà có một lớp thôi thì có thể là hủy đi, riêng lớp này hủy nhé. Chúng ta xếp rồi, chúng ta kích đúp vào đây và chọn cái lệnh là gì, cứ bấm chuột phải và chọn cái lệnh là gì, lệnh là xóa chào cờ. Đấy. Đây là gì, là xóa chứ không xếp đâu nhé, chỉ xóa thôi. Xóa thì như vậy là gì, chưa xóa, xóa tiếp chào cờ nhé. Sao không xóa nhỉ, xóa chào cờ là mẹ xóa chào cờ này. Sao không xóa được, khóa được rồi. Tôi kiểm tra lại, bình thường là xóa được đấy nhé, không sợ là không xóa được. Để nó có thiết đây mà. Tôi kiểm tra lại cái này nhé. Vì lý thuyết là xóa đấy nhé. Xóa là điểm gì? Xóa cái cờ là gì? Là xóa riêng cho một lớp thôi. Để mà lớp này là dành thời gian cho cái việc học, ví dụ như vậy thế. Thông thường là đây là một cái lớp ở một cái địa điểm xa lắc xa lơ ở riêng một chỗ ra thì có thể về lý thuyết có thể xóa được. Tôi kiểm tra lại có thể nó bị lỗi gì đó, nó sợ không xóa được.
Anh có lệnh đây chứ mà không xóa. Thì tôi kiểm tra lệnh xóa thì có biểu cho toàn toàn lớp nhé. À bây giờ tôi hủy khóa. Hủy khóa và chọn xóa này. Xóa lớp này. Riêng này không xóa được. Đấy, hay giờ. Đây, tôi về kiểm tra lại nhé. Cái chuyện này là chắc là có lỗi gì đó thôi. Thôi được rồi, như vậy tôi vừa mới trình bày xong cái phần mà tôi nói hôm nay nhé. Thì các cô có hỏi gì thì hỏi, không thì chúng ta sẽ nghỉ. Hôm nay tôi hơi mệt. Thì hôm nay là chúng ta ghi video, cái video này tôi chúng ta đã ghi là trọn vẹn rồi. Thì hôm nay tôi sẽ để lên mạng cho các thầy cô xem nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Dạ, thầy nghĩ thầy ơi. Tôi sẽ gửi lên nhóm cái video này nhé. Chào thầy cô nhé. Thầy gửi nhớ có âm thanh thầy. Có âm thanh, hôm nay là hôm kiểm tra rồi, có âm thanh, yên tâm nhé. Hôm nay có âm thanh. Dừng lại đây nhé. Dạ, chào thầy.